kính chào quý vị trân trọng mời quý vị nghe tiếp thiên hồi ký thép đen tập 11 chương 58 một người tù mỹ kỳ này đã cuối đông rồi thế mà trời càng lạnh dữ có khi cả tuần lễ không thấy ánh mặt trời gió lạnh như cắt da cắt thịt bên ngoài mưa phùn rả rích nhì nhẹt suốt ngày đêm vì vậy trong xà lim lại càng tối tăm và lại đôi bàn tay cũng sưng buốt không cầm được kim khâu cho nên hầu như suốt ngày tôi nằm đắp chăn là nhiều chỉ khi nào nằm nhiều quá đau lưng tôi mới ngồi lên một lúc rồi lại nằm xuống không còn cách gì khác trong cảnh này tôi lại nằm suy nghĩ mông lung hết chuyện này tới chuyện nọ. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần câu chuyện chiếc khăn tròn tàng hình trong phim tên trộm thành bá đa tôi thấy để diệt chủ nghĩa cộng sản trên trái đất này phải mất ít nhất 6 tháng trong 6 tháng ấy tôi phải nỗ lực đi theo máy bay nhiều lần hết nước cộng sản này sang nước cộng sản kia tôi phải cắt tay và giết nhiều lãnh tụ cộng sản nghĩa là tôi sẽ phải vất vả nhiều lắm vậy đã mơ ước thì mơ ước cho nó đã sự ước mơ có giới hạn nào đâu. Cho nên tôi lục lọi tìm tòi một thần thông khác sao cho nhẹ nhàng đỡ vất vả và hữu hiệu thần kỳ hơn. Rồi tôi nghĩ đến cây đèn thần của Aladdin. Hiện giờ với cảnh trong cùng, dạ dày luôn luôn giặt sạch phơi khô 23 giờ 40 phút trên 24 giờ. Nghĩa là chỉ có 10 phút vào buổi sáng và 10 phút vào buổi chiều. Dạ dày bị ướt vì có tí cơm. Chân tay lại sưng mọng đỏ ngứa bút ngày đêm và với những cảnh huống như thế này trong mùa đông lạnh giá. Nếu tôi có đèn thần của Aladdin, tôi sẽ làm gì? Cái gì cần làm trước thì làm trước. Tôi lấy cây đèn ra, gãi gãi mấy cái vào thân đèn cho ông thần hiện ra. Sau khi ông thần hiện ra, khoanh tay cúi đầu lễ phép. Kẻ thân là tôi tớ của chủ nhân, tuyệt đối phụng mệnh của chủ nhân, thì tôi phải ra lệnh ngay lãi bẻ cái cùm này ra, và chữa cho tôi khỏi đau và sưng ngón tay, ngón chân cái đã, bởi vì tay chân còn đau, ăn gì cũng không thấy ngon. Khi thần đã chữa xong, bây giờ mới làm như Aladdin, sai thần dọn một bữa ăn thịt soạn chén ngay tại Sàn Salim này. Nhưng thần còn phải làm sao cho tôi khỏi rét run quá. Sau đó, mang ngay tôi về một khách sạn nào đó ở miền Nam. Để tôi tắm rửa, thay quần áo tạm tạm bình thường, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày hôm sau, sai thần đưa về nhà thăm cha mẹ và các em. Nếu thấy nhà tôi túng thiếu thì tặng ít tiền để tiêu xài tạm tạm. Nói chung, phải căn dặn thần không được để một dấu vết gì cho bất cứ một ai nghi ngờ có chuyện lạ lùng của thần đèn. Việc cá nhân thì coi như tạm ổn, cũng phải mất hai ngày đi chứ. Bây giờ phải bắt tay vào nói chuyện đến cộng sản và thế giới loài người. Trước hết, tôi sai thần đèn đưa tôi xuống vùng rừng U Minh, chỗ mà không có người, làm ngay một căn nhà rộng, chứa được độ từ 100 đến 150 người. Căn nhà để trống trơn, chỉ duy nhất có một cái bàn và hai cái ghế. Căn nhà rộng thanh thang sơn ba phần màu trắng, một phần thì màu đen. Chỉ trong chốc lát, giữa vùng ô minh, vắng vẻ hoang dã, đã có một căn nhà theo ý tôi muốn. Khi đã sắp xếp xong mọi việc, thì tôi ra lệnh rõ ràng cho thần đèn như sau. Trước khi đưa ai về đây, thì đều làm cho họ bất tỉnh, hãy lần lượt bắt những tên chủ tịch đảng cộng sản hoặc bí thư thứ nhất hay tổng bí thư của tất cả tất cả những nước cộng sản về đây đặt ở cái chỗ màu đen tên nào cũng khóa chân vào tay không để bất cứ một loại vũ khí gì trong người chúng tiếp theo cũng vậy tôi sẽ ra lệnh cho thần đèn bắt tất cả các nguyên thủ của những nước thuộc thế giới tự do kể cả trung lập để ở chỗ màu trắng cho họ nếm một tí cùng khóa có sao đâu khi đã đủ mặt anh hào thần đèn làm phép cho họ tỉnh lại hết chắc ông nào bà nấy cũng mở to đôi mắt ngạc nhiên kể cả tổng thống johnson và brezhnev cũng thế bước thứ hai tôi ra lệnh mở hết các khóa chân tay mắt mỗi người ngồi tại chỗ trước khi bắt đầu nói chuyện tôi ra lệnh cho thần là nếu trong quá trình tôi nói chuyện tên nào có tư tưởng chống đối hay bướng bỉnh thần trói hiện lên chán hắn một điểm tròn màu đen mà chỉ tôi mới được trông thấy cuối cùng một điều quan trọng tôi phải nhờ thần đèn đó là vấn đề ngôn ngữ tôi thì vẫn nói tiếng việt nam nhưng thần đèn phải hiển phép thế nào để tất cả mọi người trong nhà này bất kể là nước nào cũng đều hiểu toàn bộ những lời nói và ý của tôi bằng tiếng của họ xong xuôi tôi đứng lên vì từ sớm tôi vẫn ngồi ở ghế mà hàng mấy trăm con mắt đang mở to hướng về phía tôi đầu óc họ căng lên hàng trăm câu hỏi mà chưa được trả lời bằng một giọng rõ ràng thông thảo và trịnh trọng tôi bắt đầu nói thưa quý vị trước khi thưa cùng quý vị về nhiều vấn đề tôi báo ngay cho quý vị rõ chỗ quý vị đang ngồi là trên đất nước Việt Nam ngay việc quý vị hiện diện đầy đủ ở đây không thiếu một bộ mặt lãnh tụ nào trên thế giới mà quý vị đã thấy được quyền lực vô giới hạn của tôi rồi phải không? do đó tuyệt đối quý vị đừng có bao giờ có ý tưởng chống hoặc cưỡng lại nếu không thì sẽ mang hậu quả tùy theo mức độ hôm nay Tôi đưa tất cả quý vị về đây để phổ biến một số việc cấp thiết trong thời đại chúng ta trên quả địa cầu này. Thật ra, vì tôi muốn sự việc diễn tiến một cách nhẹ nhàng đẹp đẽ, nếu không với quyền lực vô song của tôi, tôi không cần đưa quý vị về đây làm gì. Tôi cứ bắt buộc quý vị phải làm theo ý tôi muốn, ngay tại nước quý vị, điều đó hoàn toàn vẫn được như thường mà. Cho nên, xin quý vị hãy hiểu và tin như thế. Riêng ông Johnson được mời lên ngồi ghế bởi vì nước ông là mẫu mực về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước. Ông lại có trách nhiệm phổ biến và chỉ dẫn các nước khác. Bây giờ, xin quý vị hãy lắng nghe và ghi nhớ bốn điều bắt buộc sau đây. Điều 1. Hủy bỏ toàn bộ chủ nghĩa cộng sản. Hủy bỏ mọi cơ cấu nhà nước cộng sản. Điều 2 hủy bỏ toàn bộ chế độ nhà nước quân chủ điều ba hủy bỏ toàn bộ vũ khí quy ước kể cả những công thức đã được chế tạo cũng như sắp chế tạo riêng điều này ngay khi quý vị còn ngồi đây tôi đã ra lệnh triệt phá hoàn toàn bất cứ che giấu bí mật như thế nào quý vị hãy tin như vậy đi trong khi đó tôi lẩm nhẩm ra lệnh cho thành đèn đi thi hành điều bốn đất nước của quý vị là chung của mọi người dân trong nước quý vị không hề của riêng một ai mỗi một thế hệ có biết bao nhiêu người tài ba đạo đức có khả năng lãnh đạo quốc gia ở mỗi nước do đó chế độ cộng hòa dân chủ của mỹ hiện nay là tiến bộ nhất dù cho ai lãnh đạo chế độ ấy có hiền và đạo đức như thánh thì tối đa cũng chỉ được hai nhiệm kỳ sau đó xin mời xuống để cho người khác lên không những đất nước là của chung còn một điều hiển nhiên nữa là hễ ở lâu trên ghế lãnh đạo sẽ trở thành độc tài và lừa bịp cho nên bắt buộc toàn bộ các nước trên thế giới phải tổ chức nhà nước theo cơ cấu nhà nước Hoa Kỳ điều này tổng thống Johnson chịu trách nhiệm phổ biến và chỉ dẫn cho các nước khác quý vị đừng có bị bợm rằng tôi chỉ là tổng bí thư tôi chỉ là chủ tịch đảng vân vân hoặc đấy là do nhân dân muốn không có nhân dân nào hết chỉ có một nhóm người thích chủ nghĩa cộng sản lấy nhân dân làm cái bình phong để được làm vua không ngai mà thôi nói đến đây tôi nhìn thấy trán của một số người ngồi trong đó đều có điểm đen nhất là phía cộng sản và những nước quân chủ vì vậy trước khi tiếp tục nói chuyện tôi đi xuống phía cộng sản với một con dao sắc như nước hễ tên nào trên trán có chấm đen tôi xẻo một bên tai mới xẻo được gần chục tai nhìn lại trán của mọi người tôi thấy điểm đen bay đi sạch trơn lúc đó tôi bèn trở lại chỗ cũ tiếp tục nói từ nay xã hội loài người sẽ không có bất cứ một nước nào chơi kiểu đàn anh lấn át nước kia chỉ mới có hiện tượng ấy Người nguyên thủ của nước đó sẽ bị xẻ một cái tay để cảnh cáo. Do đó, tất cả chính phủ Cộng Hòa, Dân Chủ đem toàn bộ quỹ về quân sự và vũ khí nguyên tử vào quỹ an sinh và phúc lợi xã hội, tăng cường các cuộc tham quan hữu nghị giữa các nước, xóa bỏ dân các bất công nghèo đói. Chính phủ mỗi nước phải chăm lo mọi mặt cho người dân và có trách nhiệm dẹp bỏ những mầm mống cướp, trộm cùng các tệ nạn xã hội. Riêng những nước nào có ý đồ bá quyền, muốn chơi kiểu đàn anh với nước khác, tôi sẽ chịu trách nhiệm trừng trị. Tôi hiểu, tất nhiên cũng sẽ có một số lộn xộn, một số sai lầm. Nhưng, do quyết tâm tạo lập một thế giới tốt đẹp, nhất là tôi lại có cây đền thân, tôi sẽ làm được. Chỉ trong vòng một tháng là tối đa thôi tôi cứ nằm nhắm mắt, mặc cho tư tưởng tôi ngoài. Những lúc như vậy, tôi không cảm thấy cái đói. Rét, cùng kẹt chân tay nhức buốt cái cô đơn heo hốt giữa ngày đông giá lạnh với gió bức, mưa phùn, hành hạ nhiều như lúc bình thường. Thậm chí đến nỗi, có khi cán bộ rút chốt cùng, mở cửa cho tôi ra đổ bô. Chờ mãi không thấy tôi ra, y thọ cổ và buồn, Thấy tôi vẫn nằm yên đắp chăn, chân đang rung lên như những dây đàn muôn điệu, đang được dạo nốt nhạc ngày xuân. Bèn quát ầm lên, anh này có ra rửa không? Bất đắc dĩ, tôi chỉ trả lời hai tiếng, không ạ. Rồi mặc cho y bực tức đút chốt cùng và đóng sầm cửa lại. Tôi vẫn cứ để hồn lang thang, theo những hình ảnh của cuốn phim siêu thoát. Chỉ có lúc lấy cơm, giấc mộng thần thông của tôi mới phải ngưng lại mà thôi. Hấp thoát rồi mùa đông khắc nghiệt cũng phải qua đi để nhường chỗ cho nàng Xuân về với thế nhân. Bên ngoài, tuy trời đã vào Xuân, nhưng trong xà liêm có cái gì thay đổi đâu. Vẫn là những tiếng cùm, tiếng khóa, với những tiếng rên la của các buồng Còn tôi, đôi chân và đôi tay vẫn ngứa buốt vẫn ngồi trùm chăn ủ rượu với cái dạ dày không dính nước nhưng nghĩ tới mùa xuân đến trong lòng tự nhiên cũng ngẫu hứng bụt miệng ngâm nga vang cả xà lim một đoạn thơ xuân của nguyễn bình thì phải tôi cứ thay đổi đại theo hoàn cảnh của mình xuân đã sang rồi ai có hay tình xuân trang chứa ý xuân đầy xà lim buồn lắm xuân không đến sao chẳng về đi lại ở đây? Cửa sổ nhỏ xoách mở một cái, giọng tên dư vẻ sinh sợ. Ngâm Nga, hát cái gì đấy? Anh muốn phá trật tự hả? Tôi nhìn y, rồi nhỏ nhẹ trả lời. Thưa ông, thật là buồn, nhớ nhà quá. Tôi cấm anh không được làm ồn trong xà lim nhé. Nói xong, y đóng mạnh cánh cửa sổ nhỏ vào, như có vẻ rất nghiêm khắc. Nhưng tôi đã thoáng thấy trong ánh mắt của y khi nhìn tôi một góc có màu xanh nhạt như một sự dễ dãi và cảm thông. Tên này ở xà ly mãi, ngày xuân nó cũng phải nhớ nhà một tí. Cho dù cái mồm của y quát tôi, chính tôi, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy khi tôi nhìn mắt y. Phải chăng đã từ nhiều ngày có nhiều hiện tượng nho nhỏ tổng hợp lại tôi nhìn ra được tự nơi y tôi cảm thấy ở tận cùng của trái tim của y vẫn còn một số chất người chăng tối hôm nay tiếng loa làm tôi phải chú ý lắng nghe với những bài bình luận hoặc thông báo cùng những lời cảnh cáo của chính phủ miền bắc đối với mỹ nào là chủ tịch hội đồng bộ trưởng liên xô Kosygin đích thân đi Hà Nội Mỹ quyết định dội bom bắn phá toàn Bắc Việt. Nào là hai tiểu đoàn đầu tiên của quân lực Mỹ đã rời Okinawa đi tới Nam Việt Nam. Như vậy sau bao nhiêu ngày đêm đe dọa rồi chuẩn bị rồi lại cảnh cáo lẫn nhau. Bây giờ lửa cháy, đạn bay, bom rơi bắt đầu. Lúc này tôi chỉ nhớ vào đầu năm 1965, có lẽ khoảng tháng 2 tháng ba gì đó. Tình hình miền Nam, tình hình miền Bắc đang như nước sôi lửa bỏng, đất nước đang trong cảnh đầy vơi chìm nổi như thế, mà chân tôi vẫn đút trong cái cùm oan nghiệt. Ngày đêm, lòng tôi như lửa đốt, tôi như con thú bị nhốt trong chuồng. Nhưng con thú, dù là có sư tử hay voi đã ở trong chuồng, đâu có bị cùm nữa, và đâu có bị cho ăn đói đâu. Có những đêm, lòng ngổn ngang bao nhiêu nỗi niềm trăm hướng của đất nước, của gia đình, của cuộc đời, tôi không làm sao ngủ được. Cũng có khi mệt quá thiếp đi trong đêm dài, rồi giật mình thức dậy, nằm nghe tiếng đêm thâu chậm chậm trôi qua. Trong lúc hồn cứ giật giờ bay về phương Nam thân yêu với gia đình. Hình ảnh người mẹ hiền lúc này đã sáng chói, che mờ nhiều bóng hình khác phía sau. Nhiều đêm tôi nhớ mẹ tôi đến cái độ quay quắt Nỗi nhớ niềm thương cứ cuồn cuộn trong lòng Ngút cao như núi Niềm ước mong to lớn luôn luôn tràn ứ trong lòng Là được cầm tay người mẹ yêu quý mà vốt ve Mà gục mặt vào cho những dòng nước mắt nhớ thương Nắm hồi tuôn tràn Để cho vơi đi Phần nào cái xe sắt của tình mẫu tử thiêng liêng Nhưng nào có được đâu vẫn chỉ là ngút ngàn phương trời mờ mịt, vẫn ngày đêm chỉ là những tiếng gọi thầm, nỉ non, thiết tha từ trái tim rỉ máu. Mẹ ơi, mẹ ơi! Khi đang ngụp lặng trong một trời thương nhớ đó, đầu óc tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Phải rồi, thịt chỗ đầu rốn của tôi đúng là thịt của mẹ. Người ta cắt cái ruột truyền sự sống của mẹ tôi với tôi khi tôi mới được sinh ra. Vậy thì rõ ràng thịt chỗ đầu rốn hoàn toàn là của mẹ tôi mà. Tôi vội vàng, cho tay xuống rờ mó, vuốt ve cái rốn của mình. Mắt lim dim tưởng như được gần mẹ, nhưng người thấy hơi hướng ngọt ngào của mẹ tôi. Một nguồn nóng ấm đang tỏa dần ra trong cõi lòng lạnh giá của tôi. Và từ đó, nhiều đêm dõi theo mãi những ngày xa mẹ nơi núi rừng biên cương đầy lam sơn, chứng khí sau này. Mỗi khi nhớ đến mẹ, tôi lại sờ rốn của mình. Dạo này, tiếng loa la ó suốt ngày đêm. Mỹ đã đem quân chiến đấu vào miền Nam. Tôi nhìn và suy lý lại toàn bộ những mấu chốt dữ kiện tản mạn từ sau thế chiến thứ hai, sau chiến tranh cao ly, Vụ nói chuyện sức mạnh của Tổng thống Kennedy với Cút Xếp bắt Liên Xô phải nhường bước, mang những đầu đạn hạt nhân từ Cuba về và rồi vụ vịnh con heo. Rồi với thực tiễn tình hình miền Nam, miền Bắc Việt Nam lúc này, tôi thấy ngay hai yếu tố nổi bật quyết định. Thứ nhất, bất kể tình huống là sao, Mỹ mang quân vào miền Nam Việt Nam là sai lầm trong điều kiện giữa hai miền hiện nay nếu mỹ mang quân vào miền nam vô hình chung đã tạo cho miền bắc cũng như cho cái mặt trận giải phóng của chúng trở thành có chính nghĩa và tất yếu vế kia là chính quyền miền nam lại trở thành mất chính nghĩa thứ hai bây giờ đã mang quân đội vào rồi rút ra phải có điều kiện chứ không phải tự nhiên bình thường mà rút ra được đâu vậy để giải quyết vấn đề đã trót này chỉ có một biện pháp duy nhất nếu mỹ không làm như vậy chỉ trừ trường hợp là sau đấy có những diễn tiến đặc biệt gì khác của thế giới chứ còn cứ bình thường mỹ sẽ không giải quyết được vấn đề đôi khi còn nghiêng ngửa khó khăn dù sau đấy mỹ có mang bao nhiêu quân vào miền nam cũng vậy thôi đó là một mặt tương kế tự kế ngay trong lòng nước Mỹ lợi dụng báo chí quốc hội. Những cơ quan từ trước toàn bạch áo cho Cộng sản xem lưng. Bằng mọi cách làm sao để thế giới và ngay báo chí của phe ta không hề biết tạo nên những tin tức để phe Cộng sản. Tin là Mỹ không bao giờ dám đem quân ra miền Bắc, sợ động Trung Quốc, có khi động cả Liên Xô nữa. Một mặt bất ngờ bằng nhiều đường hướng quân Mỹ và một số quân đồng minh. Nhưng chủ chốt là của Việt Nam Cộng Hòa chấp nhóm bất ngờ. Thần tốc đổ bộ đánh ra miền Bắc chấp nhận nếu có phải gặp Trung Cộng. Tôi đã có hơn một tháng ngược xuôi khắp thủ đô Hà Nội. Một số vùng nông thôn ở miền Bắc hiểu được một cách cơ bản điều kiện xã hội lòng quân, lòng dân vân vân Tôi nói một cách cơ, cơ sở là sẽ giải quyết miền Bắc về căn bản trong vòng nửa tháng từ đấy sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề Việt Nam và cả Nam lẫn miền Bắc. Có thế ngoại giao kìm chân nhờ Nhật và Tây Đức, những phô trương ở lục địa khác. Chưa hẳn là Trung Cộng và Liên Xô đã dám vào Việt Nam khi chuyện đã rồi. Bởi vì, như trên tôi đã trình bày, hãy nắm vững yếu tố huyệt thời nay. Hãy Mỹ làm quá, Liên Xô phải lùi. Ngược lại cũng thế. Cả hai phe đều tự hiểu, nếu không như vậy là tự hủy diệt cả hai vậy ai cao tay nắm được huyệt thì giải quyết lần lần được nhiều vấn đề nhưng dù trong lãnh vực chính trị hay quân sự cũng vậy yếu tố bất ngờ là nồng cốt trong mọi hành sự phải làm sao bịt được mắt đối phương lại mà đánh không có một kế hoạch nào thần kỳ cho bằng yếu tố bất ngờ những thiên tài quân sự cũng không thể trở thành xuất chúng nếu trong quá trình xử lý sự việc thiếu yếu tố bất ngờ. Bởi vì muốn sử dụng yếu tố bất ngờ, cái trước hết là phải hiểu địch đã, phải hiểu họ cho rõ mới làm cho họ bất ngờ được. Sáng hôm nay, cũng như mọi buổi sáng, tôi vừa ra đổ bô vào, tin dư đã chốt cùng. Cửa đó, được một lúc cửa sổ nhỏ lại mở. Tên bằng môi cá ngảo chỉ mặt tôi nói cộc lốc. Đi cung. Tôi đã biết tên này. Tuy y anh nói nhấm nhằn như thế, nhưng y không đến nỗi ác ôn lắm. Khi ra tới gần phòng cung, trên con đường hành lang nhỏ hẹp, tôi đang dõi mắt nhìn hai chiếc hầm chú ẩn tập thể to lồ lộ, lộ ở góc mé sân trước hỏa lò. Bóng mắt tôi chợt nhìn thấy một người rất cao nhưng gầy cũng mặc bộ quần áo sọc đỏ sậm giống tôi, đang đi từ phía đầu hành lang kia ngược lại hướng tôi. Và cũng có một tên công an áo vàng đi kèm phía sau. Tự nhiên tôi thót tim khi nhìn thấy dáng đi lều khều và đôi mắt xanh. À, người Mỹ, phi công Mỹ thì phải. Sợ dĩ tôi chưa nhìn thấy ngay vì tôi không ngờ được. Trong tâm tôi, tôi cứ đinh ninh người đó cũng như nhiều người tù đồng bào mình mà tôi vẫn gặp. Vì vậy mắt tôi cứ nhìn qua cái lăng kính của óc mình, tức là định kiến, cho nên khi bất chợt nhìn ra tôi mới giật mình. Nhưng phi công còn rất trẻ, chỉ khoảng 24-25 tuổi, như tuổi của tôi thôi, nhưng đặc biệt. Đôi mắt anh thật lơ láo, ngờ nghịch Có lẽ anh đang có rất nhiều ngạc nhiên Nhìn chung quanh anh cái gì cũng lạ Không hề giống bất cứ cái gì trước đây Mà anh đã nhìn thấy ở nước anh Từ cảnh vật cho đến con người Nhất là dáng dấp phong thái làm việc Cũng như sự đối xử với nhau Chính vì thế đôi mắt anh trở nên ngờ ngạch chăng Hay là vì những phút bão tố tơi bời vừa qua Khi anh bị bắn rơi trên bầu trời mà hãy còn ngập tràn nỗi bàng hoàng chưa phai nhạt trong anh. Khi đi ngang qua nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Anh nghĩ gì làm sao tôi biết được, nhưng có điều chắc chắn mà anh không thể ngờ được rằng người anh vừa gặp cũng từ miền Nam. Miền của tự do dân chủ đã vào mảnh đất này, chỉ có khác là anh đã nhảy bằng dù công khai, còn tôi đã đổ bộ bí mật anh xuống đất mới bị bắt buộc. Còn tôi đi vào đây là do tự nguyện. Mặc dù hai trường hợp khác nhau, nhưng chúng ta vẫn gặp nhau ở một điểm. Đó là hỏa lò Hà Nội mà các anh vẫn gọi là khách sạn Hilton. Còn tôi khi nhìn anh, lòng tôi dâng lên một nỗi niềm vừa xót thương vừa ngưỡng mộ biết ơn. Xót thương ái ngại vì các anh ở Mỹ từ khi lọt lòng mẹ đã quen sướng rồi bây giờ trong cảnh này dù rằng tôi hiểu các anh sẽ được hưởng một quy chế tốt hơn chúng tôi nhưng tôi tin rằng các anh sẽ thấy khổ cực hơn chúng tôi ngưỡng mộ và biết ơn vì các anh thật hiên ngang dũng cảm dù hà nội nói riêng và miền bắc nói chung với lưới lửa dày đặc mà các nhà báo gọi là những tọa độ lửa còn hơn cả Stalingrad trong Thế chiến thứ hai. Thế mà vì sự tự do của một dân tộc khác, vì sự mênh hàn khổ cực đắng cay của những người dân của một nước xa xôi, các anh đã dũng cảm nhận nhiệm vụ vinh quang, không hề nại hiểm nguy đến tính mạng, đi bắn, đi chống lại những kẻ đàn áp tự do. Tôi đi chiến đấu cho dân tộc, cho tổ quốc tôi, còn anh lại vì sự tự do của dân tộc tôi. Cho nên tôi nhìn anh với sự ngưỡng mộ và biết ơn là thế. Anh đã đi qua rồi, hình ảnh của anh và những suy nghĩ về anh vẫn quấn quyết người tôi. Mãi tới lúc tôi vào phòng cung, lại gặp Thanh và một người nữa. Dù chưa hỏi cung tôi bao giờ nhưng tôi đã quen mặt. Đi lại cung kẹo mấy năm nay, tôi đã gặp và trông thấy y nhiều lần thậm chí nghe họ gọi nhau tôi còn biết y tên là quý y có cái sẹo ở trên mí mắt nên có người còn gọi y là quý lẹo qua nhiều lần thấy thái độ của y lúc đùa vui cũng như trò chuyện với những tên cán bộ khác tôi biết y không đủ kiến thức cũng như mánh giới để hỏi cung những loại tội về tình báo vậy sao hôm nay lại có y ở đây nhỉ chỉ một lúc sau tôi tìm đã được câu trả lời. Dù rằng tôi không dám khẳng quyết, nhưng cũng tạm tạm thỏa mãn điều thắc mắc của tôi. Thời chiến tranh rất hiếm cán bộ. Đáng lẽ bây giờ, cung kẹo tôi chẳng còn gì đặc biệt nữa. Một mình tên Thành cũng được rồi. Nhưng, có lẽ tên Thành, cũng như phòng 44 chấp pháp cảnh giác cao, sau vụ tôi đánh cán bộ trốn tù, nên gặp tôi bây giờ thường thì từ hai người trở lên, sự suy luận này của tôi càng được chắc chắn hơn sau mấy ngày gọi cung tôi lia lịa cũng chỉ có tiên thành hỏi, chứ tên quý lẹo tuy dáng cao linh khinh cũng chỉ ngồi làm vị thôi thỉnh thoảng mới đóng góp một vài nụ cười hoặc vài câu hỏi không đâu mà không quan trọng suốt buổi hỏi cung hôm ấy và liên tục bốn năm ngày hôm sau kinh thành hỏi lại toàn bộ từ đầu chí cuối sự việc của tôi cũng truy đi truy lại một số việc có thể y quên hoặc bây giờ y mới nghi ngờ y ghi tóm tắt thế mà cũng phải một tuần lễ mới xong cứ mỗi buổi tôi phải ký vào bản y ghi sau khi y đã đọc lại cho tôi nghe như vậy đây là một hiện tượng kết cung của tôi hay sao phần vì đã truy hỏi tôi gần 3 năm trời với biết, biết bao nhiêu tình huống gây cấn. Phần khác, thời chiến tranh, Mỹ bắn phá càng ngày càng ác liệt, chưa biết diễn tiến của cuộc chiến sẽ ra sao, cho nên hãy tạm đóng cung của tôi thì phải. Sau đó lại hàng ngày, hai buổi tôi phải ra ngồi viết bản tự khai ở một phòng nhỏ, có một cảnh sát mặc đồng phục đeo súng ngắn gác giai đoạn viết này là lần thứ hai sau hơn ba năm ở hỏa lò tôi hiểu đó cũng là một phương pháp gạn lọc so sánh của chúng vì hiểu như vậy cho nên hầu như những việc chính yếu tôi đều ghi nhớ nhưng khi viết lại tôi bỏ bớt dần đi những sự việc râu ria như vậy mới logic nghĩa là hợp tình hợp lý óc con người ta thì quên dần đi là việc tất yếu rồi lần viết sau nếu lại có những việc lần trước chưa ghi, ấy mới là rắc rối. Cũng phải gần một tháng mới xong, điều chính là tôi chỉ viết với nhịp độ bình thường và lại vừa phải suy xét cân nhắc khi viết. Khi tôi viết được 10 ngày, một hôm, từ một phía cửa sổ phòng bên cạnh, tôi thoáng thấy anh phi công Mỹ mà tôi đã gặp lần đầu tiên. Tôi nói lần đầu tiên để phân biệt với những lần sau đấy trên đường tôi đi và về hàng ngày tôi cũng đã gặp hai ba anh phi công Mỹ khác nữa. Có một anh chắc cũng phải đến 40 tuổi, trông rất dữ tướng, cũng như anh đầu tay còn quấn băng. Anh nào cũng xanh sao và gầy, những đôi mắt xanh hoặc nâu đều ngả thành màu trắng. Khi gặp lại anh phi công buổi ban đầu ở phòng bên, cũng là lúc anh nghiêng người liếc nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh hình như cũng đã nhận ra hình ảnh một người mà anh đã từng gặp. Mặt anh tươi hẳn lên. Không còn nét đăm đăm nửa như dò xét, nửa như xa lạ lúc buổi đầu gặp anh nữa. Anh cũng đang lúi húi ngồi viết. Thỉnh thoảng đầu anh động đậy rồi quay lại nhìn tôi. Tôi cũng ngẩng lên nhìn anh bằng một ánh mắt đồng cảnh và gửi đi tình cảm chào hỏi. Vài lần không hẹn mà chúng tôi đã cười với nhau dù chỉ là một nụ cười ngập ngừng không rõ nét. Tôi để ý, bên anh không có tên cảnh sát ngồi cạnh như bên tôi. Có thể chúng nghĩ, anh mắt xanh, mũi lõ lồ lộ, lộ như vậy thì đi đến đâu ai mà chẳng thấy. Cho nên, chúng chỉ giao giấy bút, tôi ngồi ở một phòng xa chờ. Tên cảnh sát phòng tôi cũng thấy tôi và anh phi công Mỹ thỉnh thoảng nhìn nhau. Nhưng chắc y cũng nghĩ anh kia là người ngoại quốc Và tôi là người Việt Nam Như vậy thì ngôn ngữ bất đồng Hơn nữa mỗi người một phòng Thôi kệ cho họ nhìn nhau Vì vậy y mặc dù nhìn thấy Cũng chẳng lưu tâm lắm Hình ảnh của anh phi công đó làm tôi nhớ nhất Cho mãi đến sau này dáng dấp khuôn mặt của anh vẫn khác đi trong lòng tôi Chứ ngay những ngày sau đấy Hàng trăm phi công ở hỏa lò tôi gặp nhưng rồi tôi quên mặt ngay. Cũng có thể anh là một trong những phi công bị bắn rơi ngay từ những ngày đầu của vụ trà đùa. Năm tháng 8 năm 1964, mà theo đài Cộng sản, hôm đó chúng hạ được 8 phi cơ, bắt được 3 phi công. Không biết có đúng hay không. Khi đã viết xong, tên Thành còn gọi tôi lên một buổi nữa. Thái độ của y hôm đó có vẻ tươi vui, tình cảm. Y nói thẳng với tôi rằng có thể Y đi công tác xa một số ngày với bộ điệu úp úp mở mở như đi vào B. Vừa như báo tin mừng được vào B, vừa như gián tiếp đe dọa. Chuyến này tao vào Nam sẽ biết rõ về mày. Cuối buổi, hai tay Y của Vo xoay xoay hơn một trăm trang giấy viết tay của tôi. Vừa như thật, vừa như đùa, y nói, câu chuyện của đời anh sau này đất nước thống nhất viết lại cũng hấp dẫn đấy chứ tôi hiểu là y sắp chia tay rồi y nói một câu chuyện cho vui vì thế tôi cũng cười cười trả lời thưa ông nếu phải có kiếp sau tôi xin để kiếp sau chứ kiếp này đó là chuyện không tưởng được y và tên quý đều cười sau đó tên quý lẹo dẫn tôi xuống phòng trực trả tôi về xà lim trên đường về tiếng loa cứ lại nhại khẩu hiệu mình vì mọi người mọi người vì mình đó đúng là một khẩu hiệu bịt bợm dùng để bốc thơm mọi người một hình thức suối người khác ăn cứt gà hãy nỗ lực làm việc và công tác đi ngành ngành thi đua người người thi đua khẩu hiệu đó cứ ra rả không ngày nào là không nói đến suốt những năm ở miền bắc tôi nghe đã nhàm tai rồi thế mà bây giờ bỗng đổi khác ta vì mọi người mọi người vì chủ nghĩa xã hội vế dưới đã đổi khác hoàn toàn cách mạng mà phải luôn luôn thay đổi luôn luôn đổi mới nhưng thay đổi theo chiều hướng từ đường rộng rãi thanh thang đi vào con đường trước mặt cứ nhỏ hẹp dần đó cũng là một sách lược một phương châm của những tên lãnh đạo cộng sản không ngoài mục đích để thống trị người và giữ cho chắc chắn chỗ ngồi của chúng. Chương 59 Hà Nội ăn bom, xã hội chủ nghĩa sẽ ra sao? Mùa hè đã chập chững bước tới, đã có những chú ve sầu dậy sớm. Sau một giấc ngủ dài đông xuân đang nghỉ non khóc, tiếc thương giấc ngủ chưa được đã đầy. Hằng năm, Tôi chẳng muốn cho những con ve sầu ngủ. Chúng ngủ tức là mùa đông đến. Mà mùa đông, tôi thú thật tôi ghét cay gắt đắng. Chỉ vì những ngón chân, ngón tay của tôi, mùa đông nào cũng sưng, nhức, buốt Và tôi cứ phải đêm ngày nằm trên sàn xi măng, lạnh như giường nước đá. Bụng lại không đủ nhiệt, với quần áo hai mảnh bằng vải mỏng và một chiếc chăn đơn tôi nghĩ rằng chỉ cần một chút mỡ hay một chút đường hàng ngày chân tôi đã không bị sưng. Ngày thứ đó thật có nhiệt nhiều, hoặc là được ăn no chất bột, tôi cũng có nhiệt để chống lạnh rồi. Cho nên tôi sợ mùa đông lắm. Dù sợ như vậy, nhưng năm nào cũng phải đón nhận một lần. Đến nỗi tôi coi mùa đông là biểu tượng của sự lầm than, bất hạnh trên cõi đời này. Tôi nhớ đến một ý tưởng không nhớ đã học được hay đọc được ở đâu về một đông nhiều khi tôi bột miệng ngâm vang thành lời trong xà lim bạn đường ơi sắp hết lạnh rồi gió bắc với mưa đông để không bao giờ còn thấy bóng mây sầu vương vất nữa bạn ơi nào có được phải rồi đó chỉ là một ước mơ nào có được trong thực tế chữ cuối cùng thành rồi phải được để tin tưởng, để hy vọng chứ. Sáng hôm nay, cũng như buổi sáng khác, tôi đang ngồi đợi tới lượt mình ra đổ bô. Bất chợt tiếng còi hụ báo động của thành phố rú lên dài lê thê, ư hử từng hồi rùng rợn làm nghẹt tim mọi người. Ung dư quát ầm lên dục buồn số 7 vừa ôm bô ra, phải vào ngay. Y khóa cửa lại, chắc y chạy ra hầm trú ẩn cá nhân, đào ở một góc sân xà lim chỉ có một lỗ duy nhất cho y một không khí khẩn trương hồi hộp tràn khắp mọi nơi tiếng loa oang oang rành rọt quân và dân toàn thành phố chú ý một tốt máy bay địch từ hướng tây bắc khoảng cách x độ cao m một tốt hướng đông nam khoảng cách y độ cao r các khẩu đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu theo phương án k binh chủng tên lửa theo phương án D, binh chủng không quân theo phương án H. Thế là bắt đầu đạn nổ, bom rơi, như pháo ran khắp cả bầu trời. Thỉnh thoảng, những làn chớp nháy xanh lè vĩnh tiếng ùng ộp, làm run rẩy không gian. Cánh cửa buồn tôi rung lên những tiếng bần bật như động đất, những tiếng lộp độc, chen chen rơi trên mái ngói, rơi ngoài sân xà lim, mùi khét lẹt nồng nặc của thuốc súng, mùi hăng hừng hực của lửa cháy. Thỉnh thoảng nghe râm ran tiếng khóc ở phía bên ngoài xa xa. Xen vào đấy, đôi lúc tiếng loa như gào lên. Một máy bay con ma bị tan xác phía bắc Hà Nội, hai thần sấm bị đứt đôi ở phía nam, vân vân và vân vân. Lẫn vào những âm thanh náo động là những tiếng bồm bộp như người cầm que đập vào cái thúng ốp vậy tôi không thể suy đoán được đó là tiếng gì mãi sau này khi nghe trên loa nói nhiều về bom bi tôi mới hiểu đấy là tiếng nổ của bom bi tâm trạng của tôi lúc này thật lững lửng, lơ lơ vì nhiều ý nghĩ nối nghịch trong xà lim những người không bị cùm có thể sẽ chui vào dưới gầm sàn xi măng để núp còn tôi chân trong cùm chỉ cần một quả bom nổ gần làm gạch ngói rơi đè cũng đủ chết rồi, vì nằm phơi ra đấy mà. Nhưng tôi cũng chẳng lo lắng gì, nếu có phải vậy cũng được, chẳng có gì để tiếc hận. Trong khi ấy tôi hiểu, các cán bộ ở hỏa lò đều đã chui xuống hầm, tùy theo nơi quy định gần chỗ làm việc của chúng. Tuy vậy, thỉnh thoảng, ngay trong hỏa lò, tôi cũng nghe thấy mấy chàng trung liên và đại liên như thế cũng có người chiến đấu. Qua lo phóng tanh, hằng ngày chúng vẫn nói là khi máy bay địch vào bắn phá. Mọi người quân cũng như dân, tùy theo điều kiện, trên mái nhà, trên ngọn cây, có súng gì thì dùng súng ấy, hãy nhắm thẳng vào máy bay địch mà bóp cỏ. Tôi hiểu, đây chỉ là một phương pháp tâm lý rất tinh vi, để động viên tinh thần chiến đấu của toàn dân chứ chúng biết thừa súng cá nhân mà bắn máy bay phản lực thì chắc chắn là ít kết quả nhưng chúng được một cái khác to lớn để lòe bịp nhân dân thế giới đó là tinh thần chiến đấu dũng cảm và thần kỳ của toàn dân tôi lững lơ man mác nghĩ suy và khi thấy máy bay vào bắn phá thủ đô hà nội tôi không thấy mừng không thấy lòng dâng lên một chút niềm tin hay hy vọng gì bởi vì tôi hiểu dù sau đấy máy bay mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề mỹ và thế giới bên ngoài chưa hiểu rõ thực tế xã hội cộng sản nhất là cộng sản bắc việt nam tôi hiểu từ trước đến nay các nhà chiến lược các tư tưởng gia về quân sự của mỹ đã đánh giá một xã hội một thành phố theo cách nhìn từ ống kính của những nước tư bản Mỹ nhìn như vậy về một nước tư bản như Anh, Pháp, Nhật hay Hòa Lan, Bỉ vân vân, Mỹ đánh giá rất đúng, rất chính xác. Nhưng với Cộng sản, nhất là Cộng sản Bắc Việt Nam thì hoàn toàn sai. Sai ở những điều kiện và yếu tố sau đây. Vì Hà Nội là một nước xã hội cộng sản, cho nên chúng nó điều hành được một cách hữu hiệu về di tản và sơ tán Nhất là Mỹ lại đã báo trước sẽ đánh đến đâu, đánh đến mức độ nào. Cho dù không báo trước với cái xã hội tự do không đúng lúc của Mỹ, phía Cộng sản đã biết nhiều vấn đề này ngay từ trước. Tôi nói, tự do không đúng lúc có nghĩa là lúc hòa bình, tự do như thế là nhất. Nhưng khi có chiến tranh lại vẫn như thế, thì không biết còn gì để gọi nữa. Luôn luôn có những cơ quan hoặc báo chí vạch áo cho cộng sản xem lưng rồi tóm lại tất cả mọi thứ gì cần thiết chúng đã đem về vùng quê vào núi vào rừng cả những cơ quan trung ương kể cả dân chúng còn ở lại chỉ toàn là những người trực tiếp bắn máy bay mỹ hoặc những người phục vụ chiến đấu mà thôi nhà cửa và những công trình trên miền bắc ngay thủ đô hà nội cũng chỉ toàn những ngôi nhà nhỏ đã cũ một từ mấy chục năm rồi có bị tàn phá đổ xuống cũng là khỏi phải mất công phá đi để làm lại mới con ở ngoại ô hầu như toàn nhà lá cũng nho nhỏ như những chiếc lều ở các tỉnh ngay ở thị xã cũng chỉ nửa cây nửa lá nghĩa là nhà tranh vách đất nói chung tất cả mọi phương tiện sinh hoạt xã hội thật nghèo nàn không có gì đáng kể cả chỉ duy nhất có một cái lại vô cùng giàu có vô cùng to lớn vô cùng hiện đại đó là vũ khí đây là một vấn đề lớn của chế độ cộng sản mà hiện nay nhiều nước nhiều người nghiên cứu vẫn chưa hiểu rõ được hoặc là hiểu sai theo cách suy nghĩ theo cách nhìn của những nước tư bản chính vì thế mỹ cứ ném bom bắn phá một đợt một giai đoạn rồi lại ngừng để nghe ngóng xem cộng sản bắc việt đã sắp chết chưa đã sắp phải van vái mỹ xin tha cho chưa mãi không thấy gì mỹ lại ném bom bắn phá ác liệt hơn nữa rồi lại ngừng để nghe bởi vì theo cách suy lý của mỹ cộng sản làm sao chịu nổi nữa rồi mãi mỹ cũng chẳng thấy thái độ hoang mang khiết nhược của cộng sản chúng vẫn trơ trơ thậm chí các mặt trận ở miền Nam của chúng lại càng có sức đánh mạnh hơn. Người hoang mang bây giờ không phải là Cộng sản, mà ngược lại chính là Mỹ. Chính vì Mỹ đã không hiểu được kẻ đang phải đối đầu với Mỹ. Nếu những phi vụ, những quả bom, những hòa tiện ấy đến bắn phá một thành phố hoặc một cơ sở nhà máy của Pháp, Ba Tây hay Na Uy, vân vân chẳng hạn, thì rất đáng giá đồng tiền bát gạo. Nhưng mang đánh phá ở miền Bắc thì thật là phí của. Tôi dám quả quyết rằng, trừ sự cá biệt nào đó không kể, còn thường thường, một quả bom, một chiếc hỏa tiễn sau khi nổ, nếu nói về kinh tế chỉ phá được một, hai, ba phần trăm. Nghĩa là, tiền để chế tạo ra quả bom ấy, chiếc hỏa tiễn ấy còn đắt hơn nhiều lần cái mà nó phá được. Thế mà, mỹ càng ném bom nhiều càng bắn phá nhiều đối với thế giới mỹ lại càng mất thế về mặt chính trị nhiều những túp lều tranh hoặc nhà cửa bằng gỗ bằng cây bom bỏ cháy bùng lên mấy hôm sau lại làm lại cái khác trong khi máy bay mỹ các loại bị lưới lửa phòng không dày đặc đến nỗi mỹ phải kêu lên là trong thế chiến thứ hai cũng không có nơi nào bị nhiều bom đạn và ác liệt như vậy cho nên dù người phi công mỹ rất dũng cảm dù nghệ thuật lái máy bay điêu luyện dù nhiều kế hoạch kỹ thuật đánh phá tân kỳ nhưng máy bay mỹ rơi rụng cũng nhiều vì phòng không hiện đại của cộng sản phần khác hầu như các loại tính năng ưu cũng như khuyết của các loại máy bay mỹ vào đánh phá miền bắc chỉ có những loại mãi sau này gần cuối mới họ đánh như F-111A. Hàng ngày trên loa, chúng đã ra rả, đọc vanh vách. Khiến dân chúng bình thường cũng biết rồi. Cho nên, hệ Mỹ sắp sửa có một loại máy bay tối tân mới ra lò nào. Chuẩn bị dùng ở miền Bắc. Chúng đã biết đầy đủ tính năng. Chúng đã yêu cầu Liên Xô cung cấp ngay loại vũ khí để hóa giải. Mặt khác, chúng chỉ dẫn cho bộ đội chiến đấu cố tránh hoặc hạn chế những cái ưu của loại máy bay đó ngược lại hãy nhắm vào chỗ nhược và biết cách khoét thêm vào cái nhược này mà nện vào tôi chưa nói những thiệt hại về mặt vật chất khi đối phương đã biết rõ những loại vũ khí của đối thủ riêng về mặt tinh thần cộng sản đã có được một cái lợi to lớn khi thấy trên đài trên báo đọc đi đọc lại vanh vách tính năng chi tiết từng loại vũ khí cũng như máy bay tối tân của mỹ quân cũng như dân tự nhiên thấy một niềm tin vững mạnh vào sự lãnh đạo sáng suốt của nhà cầm quyền cộng sản và đồng thời tự hiểu tóm là dù mỹ bắn phá như thế nào chăng nữa cũng không giải quyết được vấn đề nghĩa là bắt nhà cầm quyền cộng sản miền bắc xuống thang đánh giá miền nam chỉ là một sự hão huyền ảo tưởng cộng sản lại biết lợi dụng sự bắn phá ác liệt của mỹ chúng giả vờ la làng để kêu gọi con tim chất phát đầy lòng nhân ái của loài người để lấy chính nghĩa về lấy sự ủng hộ cộng sản miền bắc la làng vì lý do chính trị đó chứ mỹ đừng lầm là chúng sợ mỹ sau này với 12 ngày đêm oanh tạc cho dù năm, mười lần như thế đi, cũng đừng hòng cộng sản xuống thang đánh phá miền Nam. Chứ đừng mơ cộng sản đầu hàng như nhiều người suy nghĩ. Trái lại, Mỹ chỉ càng chuốc lấy những lời chửi bới của ngay bạn bè Mỹ. Về sau này, một phần do thời gian cho phép, phần khác tôi có điều kiện gặp bao nhiêu nhân chứng sống, bao nhiêu sự việc, người thực việc thực ở các trại giam trung ương của Cộng sản có những cơ sở thực tế để chứng minh lý luận từng vấn đề. Gần hai tiếng đồng hồ sau, coi lại hộ báo an, máy bay Mỹ lại đã rút lui sau khi bị hạ hơn 10 chiếc. Theo Đài Cộng sản, với nhiều loại máy bay con ma F-105, lưỡi kiếm, B-52, vân vân và bắt thêm được nhiều phi công. Mãi tình dư mới mở cửa buồn, tôi ra đổ bô rồi lấy cơm luôn. Khi máy bay bị bắn phá, có nhiều tiếng lộp độc rơi trên mái ngói và dưới sân xà lim mà tôi thắc mắc không hiểu là cái gì. Cho nên bây giờ lúc tôi ra chỗ mé sân múc nước, vì sẵn có tiếng tò mò, tôi liếc nhanh, tôi nhìn thấy một mảnh kim loại đen xì, không khèo, cạnh đất sắc tôi liền nhặt xem. Lão Dư đã coi tôi lâu ngày, đã biết tôi vẫn còn tính nghịch ngợm của thanh niên. Tôi cũng biết vậy, nên ra nhặt đại vào đưa cho y, vẻ mặt tôi rất háo hức. Thưa ông, không biết mảnh gì đây, khi nãy tôi thấy rơi nhiều lắm. Cái này ai đang đi bị rơi trúng đầu chỉ có chết thôi. Y cầm lấy ngó ngó, xem xem, rồi chỉ vào phía trong bàn. Mảnh kia mới to kìa, vì vậy người ta phải đội mũ sắt hay mũ rơm để đi lại hay bắn trả máy bay Mỹ. Thi có vẻ dễ dàng tôi làm tới. Tay tôi cầm gáo nước, tôi tiến lại bàn, thì thấy một mảnh kim loại to bằng ba ngón tay mà y đã nhặt ngoài sân trại chung đem vào. Tôi cũng ngó xem và với vẻ trầm trồ tôi hỏi lại. Không biết mảnh gì rơi nhiều thế nhỉ? Tôi hỏi y để lấy cảm tình thôi chứ tôi thừa hiểu đây là mảnh đạn của trung pháo đại pháo phòng không nhìn qua hai mảnh đã thấy ngay là hai loại đạn khác nhau tôi hiểu chúng có nhiều loại đạn nổ theo từng độ cao y cũng muốn tỏ ra hiểu biết nên nói chậm rãi đây là mảnh đạn súng phòng không của ta đấy câu trả lời cũng nói lên sự chất phác nông thôn của y nhưng Điều tôi chú ý hơn cả là y lại nói chuyện bình thường với tôi. Đây cũng là một hiện tượng hiếm thấy giữa cán bộ trực xà lim và tù. Tôi nhớ lại năm sáu tháng về trước, những ngày đầu tiên mới về trực xà lim một, y thường nhìn tôi bằng con mắt dò xét không thiện cảm. Nhưng dần dần, thời gian cứ trôi đi, ánh mắt y cũng bớt dần sự soi mói và thay vào đấy là sự tò mò. Cho tới bây giờ lại có phần thiện cảm. Chứng cứ là thỉnh thoảng y hay nói chuyện với tôi. Phần tôi nhìn lão, tôi thấy lão cũng phải trên 50 tuổi rồi, người nhỏ bé. Không có những cách ăn nói thô lỗ cọc cằn như nhiều tên cán bộ khác. Nên tôi thường tươi nét mặt mỗi khi nhìn thấy lão. Ngược lại, với những tên cán bộ ác ôn, lỗ mãng, cọc cằn, Tôi thương lạnh lùng lầm lì, có hỏi tôi cũng chỉ trả lời nhát gần. Trưa hôm nay, tôi nằm hoài mà không ngủ được. Bên ngoài trời nắng trang trang, tôi nhìn làn da xanh tái nhanh nhúng của chân tay mình. Đã mấy năm rồi, tôi thèm khát ánh nắng như thèm bát phở ngon lành, sực nứt mùi hành, mùi tỏi, mùi thịt bò bốc khói mà không được ăn, chỉ được phép nhìn con người thật cũng lạ lùng cái gì mất đi rồi không còn cách nào lấy được nữa thì lại quý nhìn ánh nắng vàng thế kia tôi ước gì được tắm mình trong đó một lúc da tôi tái bụng ra là vì thiếu ăn nhưng cũng vì thiếu ánh nắng mặt trời mọi khi cũng giờ này tôi thường nghe tiếng ồn ào của các em học trò trường mẫu giáo tân trào phía ngoài phố đôi khi giọng đồng ca véo von của các cháu nhỏ hòa lẫn với tiếng ve sầu râm ran tạo thành một điệu nhạc chưa hè quen thuộc nhưng trưa hôm nay chỉ còn tiếng ve sầu đơn điệu nhặt khoan có lúc dồn dập réo rắt như trận mưa rào trên mái tôn có lúc đột nhiên đều im bặt như phút mặc niệm của một binh đoàn trong lúc chào cờ hiếu vắng hẳn tiếng ca hát của những con chim non trường tân trào có lẽ các em cũng đã đi sơ tán vùng xa hà nội thì phải tôi đang vẫn vơ ngơ ngác tới không khí của buổi trưa hè còi hụ lại hú vang như tiếng rống của con khủng long đang vật vã dẫy chết vì vết tử thương nấc lên hừng hực từng hồi tiếng hú làm những chú ve sầu cũng vội vàng bảo nhau im bặt lại bom rơi, đạn nổ tơi bời, lại những tiếng gào thét chật trọng của chiếc lo to mộng. Ngay Hà Nội, một ngày, máy bay Mỹ cũng vào tới mấy lần. Trong lúc lửa cháy đạn bay, với những tiếng gầm rít như xé vải của máy bay phản lực, chân ở trong cùng tôi nằm ngửa tinh hình nghe tiếng đạn bom. Có điều nào khẳng định sẽ không có một quả bom, không có một hòa tiễn, bắn vào nơi này không? Trong cái hỗn loạn của tên bay đạn lạc, nơi nào là an toàn đây? Có chăng, may ra chỉ ở dưới hầm trú ẩn. Bất ngờ một tiếng rác sột như tiếng ly vỡ trên nền gạch, vang lên ở trên mái nhà làm tôi giật mình. Chả nhìn thấy gì cả vì vướng trên nhà. Nhưng qua âm thanh, tôi hiểu đã có vài viên ngói bể khi máy bay Mỹ đã đi rồi, tôi đang băn khoăn là bên ngoài Hà Nội. Những gì đã xảy ra sau một trận không tập của hàng trăm máy bay Mỹ đổ các loại. Chợt, tiếng tên như cán bộ trực xà liêm ong ỏng vang lên. Chiều nay các buồn không đổ bô và rửa đáy. Ống nước hỏa lò bị hư rồi. Như vậy, ống nước dẫn vào hỏa lò đã bị bom làm hư hại phía bên ngoài có tiếng gọi nhau ý ới, lẫn với tiếng kêu la xa dần rồi mất hút. Một mùi nồng nặc của khói xăng cháy làm nhức cả đầu. Sáng hôm sau, tên dư vào tuyên bố là từ nay các xà liêm các buồng chỉ được ra đổ bô một lần vào buổi sáng mỗi ngày. Buổi chiều cho ra lấy cơm mà không được đổ bô nữa. Từ ngày Mỹ bắn phá Hà Nội, xà lim càng ngày càng vắng vẻ hơn. Ngay ngoài trại chung, tù cũng lưa thưa hẳn ra. Có lẽ chúng đã chuyển đi trại trung ương hết, chỉ để lại những phạm nhân còn đang trong thời gian khai thác hoặc liên quan đến những việc còn cần thiết. Trưa hôm nay tôi đang nằm mơ màng, chợt thấy buồn sáng hẳn lên, tôi ngạc nhiên bò nhổm dậy. Ôi, thật là đẹp! một chùm sáng như một cái ống bằng giấy bạc thẳng băng, chọc từ trên mái nhà, xuyên chéo qua cửa sổ, đâm vào tường, ngay gần phía chân cùng của tôi. Tôi vừa nhìn những hạt bụi dẫy gọn bay trong chùm ánh sáng. Vừa ngỡ ngàng băn khoăn. À, thì đã tiếng động như ly vỡ hôm qua, đã làm bể một góc viên ngói phía bên ngoài cửa sổ mặt trời đầu hạ khoảng một giờ trưa chiếu ánh sáng chói chang chọc thẳng vào buồng tôi một điểm tròn lung linh bằng quả cam đường kính chừng bốn năm phân đang le lói nhấp nháy gần chân cùng thật là buồn ngủ gặp chiếu manh tôi xin cảm ơn các anh phi công mỹ nhé của vư vật trời cho tôi phải đón nhận thế là tôi vội vàng cởi ngay áo ra xoay chân ngồi hẳn lên cùng rồi tôi dơ mặt ra cho chiếc gậy sáng chọc thẳng vào mặt tôi tôi lê dần xuống cổ xuống đến ngực hai cánh tay tôi vặn vẹo xoay cánh tay sao cho chùm ánh sáng như chiếc bàn chải hạnh phúc quét hết lượt cả người tôi từ bữa đó trừ những ngày mưa hoặc có mây nhiều còn thì ngày nào tôi cũng được hơn một tiếng đồng hồ hưởng các tia tử ngoại hồng ngoại của ánh sáng mặt trời cứ mỗi ngày Thời gian ánh sáng lọt vào buồng tôi lệch dần về chiều 10 phút, nhưng cũng chỉ trong một tiếng đồng hồ. Một lần, tôi đang ngọ ngoại đưa cánh tay từ từ cho chiếc gậy thần ánh sáng trà sát. Chợt cửa sổ nhỏ xịt mở, chiếc mũi nhòn nhọn của tên dư thấp thoáng ngoài cửa sổ. Y không hỏi, nhưng cứ đứng nhìn xem tôi làm gì. Một lúc y hiểu, và từ từ đóng cửa sổ lại. Chắc y không thể ngờ người ta lại có thể quý ánh mặt trời đến như vậy. Nếu không vướng khuất, mất cái khung gỗ phía sau cửa sổ, ánh sáng chiếu vào buồn tôi lâu hơn nữa. Vì vị thế của lỗ hồng, và cũng vì sự xoay chuyển dần của trái đất đối với mặt trời, cho nên thời gian luồng ánh sáng chiếu vào buồn tôi mỗi ngày mỗi ngắn lại. Cũng thật là buồn cười. Có hôm máy bay, bay Mỹ đang ầm ầm bắn phá, tiếng đạn, tiếng bom, tiếng máy bay gầm rít quay cuồng đảo điên giữa sống và chết ở bên ngoài. Còn trong này tôi vẫn cởi trần, đưa tấm thân gầy vặn vẹo, uốn éo, để cho luồng ánh sáng trà sát, coi như thế giới này chỉ còn có mỗi một mình tôi thôi. Bởi vì trong 24 giờ chỉ có một tiếng đồng hồ cố định ánh nắng chiếu vào buồn tôi thôi. Hơn nữa, trong hoàn cảnh này, đối với tôi, sự sống và cái chết đâu có còn là vấn đề quan trọng nữa. sáu 60 Của chuột và người Vào một buổi trưa, tôi đang nằm chờ nguồn ánh sáng chiếu vào buồn như mọi khi. Mắt tôi đang lim dim là lướt, trong niềm suy tưởng về những nỗi chìm nổi của cuộc đời bóng tai tôi thoáng nghe một tiếng động khẽ mơ hồ phía dưới nền căn buồng tôi hé mắt tiếc xuống cha một chú chuột nhát bé tí tẹo đang ngồi xổm dưới gầm sàn phía bên kia hai bàn tay chú chuột bé tí tẹo đang chậm lại đưa lên miệng như đang ngậm nhấm cái gì thấy tôi mở mắt ra nhìn y định chuồn tôi phải hết sức im lặng không dám cả thở mạnh. Trong khi óc tôi suy đoán thật nhanh, phía cửa, cánh cửa sát xuống nền, y không thể ra vào được, chỉ có một lối duy nhất, cái lỗ để nước chảy ra ở phía chân tường, chỗ đầu giường. Lỗ này chỉ lớn bằng mặt chiếc đồng hồ đeo tay thôi, nghĩa là đường kính khoảng 2 phân rưỡi đến 3 phân là cùng. Cái lỗ chỉ lọt một quả bàng ăn thông ra một cái rãnh phía ngoài tường. Chắc rằng những cơ sở làm ăn cũ của tên chuột này bị động vì cuộc bắn phá của máy bay Mỹ mà y chưa tìm được đất sống cho nên tạm thời chú chuột này phải đang lang thang thăm dò vùng đất hứa. Thấy cái lỗ y chua vào buồn tôi, thật đáng buồn cho y. Đất hứa này chỉ có gạch, xi măng, đá với sắt, không có đến cả mùi thực phẩm nữa. Nói chỉ đến hạt cơm rơi mà bò vào. tôi chết rồi. Vừa nghĩ đến cơm, tức khắc như một phản xạ lóe lên trong đầu. Tôi bò nhổm dậy nhìn nắm cơm tôi để ở cuối sàn phía chân cùng. Dạ dày của tôi đã giặt sạch phơi khô từ 4 giờ chiều hôm qua cho tới giờ đã 20-21 tiếng rồi. Tôi đang chờ chờ đến 4 giờ chiều để được ăn một lúc cả hai suất với bao nhiêu hy vọng của lúc đợi chờ giờ hạnh phúc mặc dù dạ dày đang dán chặt vào nhau thế mà giờ đây khăn bọc nắm cơm đã bị cắn thủng ra cơm vãi tứ tung trời ơi nhìn những hạt cơm vương vãi ruột tôi như đứt ra từng khúc chắc cũng phải mất đến ba bốn chục hạt cơm rồi chứ không ít đâu tôi cũng hơi ân hận vì thiếu điềm đạm. Thực ra, khi nhìn thấy con chuột một sinh vật, tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một chút ấm cúng bớt lẻ loi. Chính vì vậy, tôi đã không dám trở mình, không dám cả thở mạnh, sợ con chuột chạy đi mất. Tới lúc bất chợt phát hiện nắm cơm, tôi không còn kịp bình tĩnh nữa, vội bò nhóm dậy khiến cho chú chuột đã phải cong đuôi chuồn vào lỗ mất tiêu rồi để rồi bây giờ vừa tiếc cơm vừa tiếc phút gặp gỡ người bạn mới quá ngắn ngủi ôi thôi nhưng tôi chợt thoáng có ý nghĩ có thể con chuột ấy sẽ trở lại nữa nếu vậy làm sao bắt được nó nhỉ thì thật là tuyệt vời dù rằng đối với tôi lúc này cơm gạo là xương là máu thì tôi cũng quyết định hy sinh mỗi ngày 10 hạt cơm cho người bạn để đổi lấy sự sống chung bạn bè để cuộc sống đỡ cô đơn heo hút lùi thối một mình nhưng con chuột nhắt này xem ra nó cũng quái lắm đấy chứ chân tôi lại bị cùm tay không thể với tới cái lỗi dưới nền phía đầu giường thì làm sao đây để bắt con chuột này được người và vật ai khôn hơn ai đây nhưng tôi cũng biết rằng khôn hay dại còn phụ thuộc vào cái thế nữa. Tôi nằm hoạch định một kế hoạch thật tỉ mỉ để khắc phục những nhược điểm về cái thế của mình. Làm sao phải thật nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Trưa mai, tôi sẽ cố ý để lại 10 hạt cơm ngay dưới nền, ở mãi phía trong, xa cái lỗ, mãi chỗ sát cửa ra vào. Trên sàn, thì tôi vừa nằm ngủ, tay thủ sẵn cái chổi thanh hao tầm ngược phía đuôi chổi chờ cho chú chuột mò vào tôi chỉ cần rất nhanh vươn người đút chặn phía cuống chổi bít cái lỗ còn chuột sẽ không còn lối ra nữa dù vậy tôi cũng khó bắt được nó chân ở trong cùm nếu nó chạy về phía gầm sàn bên kia là ngoài tầm tay của tôi rồi như vậy làm sao giải quyết được chứ khi cán bộ mở cửa cán bộ thường hay rút chốt cùm trước Vậy tôi chỉ rút chân ra rất nhanh, nhảy ngay xuống trấn phía cửa để cho con chuột phải vào phía đầu giường. Khi cán bộ mở cửa, mình kéo dập vào rồi với một cái vồ lẹ. Nhưng chính xác là sẽ bắt được. Kinh nghiệm vồ chuột, dù anh nhanh tới đâu, nhưng nếu cứ nhầm một con chuột mà vô thì thường là trượt, hầu như không bao giờ được phải phán đoán con chuột nó sẽ chạy trồm về phía nào rồi vô cách con chuột chừng 10 tới 15 phân nếu đoán chúng hướng trồm chạy của chuột là vô trúng với điều kiện là không sợ chuột cắn nhé chỉ trong một phút này cán bộ sẽ lại mở cửa và quát hỏi vậy thì mình phải làm sẵn một sợi dây chỉ dài xe sáu lần thật bền buộc sẵn thòng lọng một đầu đầu kia cũng buộc sẵn vào cái cột chấm sàn bằng xi măng để khi bắt được chuột thì xích nó lại ngay cả buổi sáng hôm sau tôi tính toán mọi việc với con chuột tinh ma này cho tới giờ trưa khi mọi người đang ngủ tôi lại nằm lim dim thỉnh thoảng hé hé đôi mắt liếc nhìn cái lỗ tay tôi đã thủ sẵn cái chổi rồi thế mà lúc đợi chờ cũng thấy hồi hộp lạ lùng tai tôi cũng vểnh lên nghe ngóng đôi mắt tôi thì hấp hay lúc mở lúc nhắm mười phút hai mươi phút rồi bốn mươi phút trôi qua lạ quá không thấy động tĩnh gì cả phải chăng con chuột nó quá tinh khôn đã biết tôi đang dương bẫy chờ nó hay là hôm nay nó kiếm được món ăn khác nhiều và ngon hơn tôi đang phân vân đã hơi nản lòng đợi chờ bỗng thoáng nghe một tiếng động rất nhẹ. Ánh sáng chỗ cửa lỗ hơi tối đi, rồi mấy sợi râu thò ra thụt vào. Tôi như nín thở, một chiếc mũi đỏ hòn bé tí, rồi cả cái đầu chuột thò ra. À, đúng, chú chuột hôm qua rồi. Xin mời bạn vào đây. Tôi xin lấy tình bạn bè đối xử. Tôi hứa tôi không làm hại bạn đâu thái độ của con chuột hôm nay thật rụt rè nó cứ bước đi vài bước lại dừng lại ngẩng đầu vẫy tai nghiêng ngó về phía tôi hình như nó cảm thấy hay người thấy một cái không khí bất an có lẽ mắt nhưng phải nói là cái mũi của nó đã ngửi thấy mùi thơm ngon ngất ngây của những hạt cơm đang mời gọi phía cửa ra vào biết là nguy hiểm mất an ninh nhưng vì dạ dày lép miếng mồi lại mời gọi làm cho nó mờ mắt chân cứ từ từ tiến dần vào tôi bật dậy như một cái máy chít ngay đầu cuốn chổi vào cái lỗ lối ra duy nhất của con chuột con chuột quả là có khôn dù chưa thử nhưng nó cũng biết ngay là không còn chỗ nào thoát ra ngoài con đường duy nhất đó vì vậy nó chồm ra cứ định chui đầu vào cái lỗ đã bị đầu cuốn chổi của tôi bịt kín. Dĩ nhiên là không chui vào được. Mãi một lúc, nó hiểu rằng không còn cách nào nữa. Nó sắp bị bắt rồi. Nó rút vào gầm sàn phía bên kia, quay lại nhìn tôi bằng con mắt. Tôi đoán là vừa khiếp sợ, lại vừa tức giận nữa chứ. Ngược lại, thì tôi nhìn nó bằng con mắt hữu nghị. Bạn bè, nhưng không hiểu nó có hiểu như vậy không? Giữa lúc ấy, chốt cùng tôi sạch mở. Đã chuẩn bị từ trước, lẹ như chớp, tôi trồm xuống đất, chạy ngay phía cửa. Vì tôi nghe tiếng then cửa đã rút để mở cửa. Trong hoàn cảnh cấp bách từng giây, con chuột tuy bé tí, nhưng vì thấy thế nguy, nhảy những cú nhảy bật lên như lò xo rất cao. Thậm chí nó quính quá, nhảy cả lên sàn cao đến 60 phân. Tôi vồ cú đầu trượt, lợi dụng ngay cái đà đang siêu đi của cú vồ trượt. Tôi lẹ tay vơ một cái như bắt ruồi, thế mà lại hên thật, lại trúng ngay chú chuột Nó nằm gọn trong tay tôi, đầu ngốc nát tìm thế cắn. Đang lúc đó cửa mở, tên dư thò đầu vào quát, anh làm cái gì đấy? Mắt y mở to vừa ngạc nhiên vừa bực tức tôi vội vàng vừa cho chân con chuột vào sợi chỉ tôi đã buộc thòng lọng sẵn cột chân nó lại vừa thở hổn hển và trả lời rời rạc thưa ông tôi tôi vô con chuột y nhìn con chuột rồi nhìn tôi lúc đầu y có vẻ khó chịu mắt quắc lên nhưng sau ánh mắt của y dịu dần xuống như thông cảm với cái tính còn trẻ con của tôi y chỉ dấm dẫn đập chết rồi vứt vào nhà xí kia tôi ôm bô ra vừa khẩn khoản thưa ông tôi buồn quá ông cho phép tôi nuôi nó mấy ngày thôi chứ tôi có cơm đâu mà nuôi nó lâu chắc có lẽ y thấy rằng con chuột nó bé tí teo chẳng hại gì ai hơn nữa như tôi đã nói qua y cũng thông cảm với tôi chút ít. Vì vậy y chẳng nói có đồng ý hay không, chỉ dục tôi đổ bô mau lên. Tôi tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, chạy vội vào đổ bô, tráng xong báo cáo ra liền. Tôi mang bô vào buồng lại trở ra lấy cơm ngay vì đã có cơm rồi. Sau khi chùm đã chốt cửa đóng, tôi cảm thấy căn buồng như ấm cúng hẳn lên sau nhiều ngày đêm heo hút một mình, hôm nay tôi có người bạn mới, người bạn đây tin tưởng. Bởi vì dù tôi có ăn nói linh tinh điều gì về tư tưởng, tôi cũng chẳng lo gì về hậu họa. Cho nên tôi sẵn sàng hy sinh mỗi bữa 10 hạt cơm mà không hề ân hận. Trước khi ăn, tôi lấy một hạt cơm ném cạnh nó như một cử chỉ mời mọc. Nó nghiêng cái đầu bé tí ngó bằng con mắt lấm lét hai cái tai và hai mắt nó cứ dương lên cụp xuống tỏ vẻ sợ sệt chưa có yên tâm vì vậy hạt cơm vẫn để đấy con chuột không ăn tôi vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại nhìn con chuột nó cũng nhìn tôi tôi lại nhìn hạt cơm nhưng nhất định không ăn dành cho nó nhầm hạt cơm còn tôi chén hết sau khi trả bát rồi Bây giờ thật in lặng, chỉ còn con chuột với tôi. Tôi chẳng tìm được cách nào để nói cho nó biết. Hiểu được lòng tôi đối với nó là hòa bình, hữu nghị. Chỉ là tình bạn bè, hai bên cùng có lợi. Hàng mấy tiếng đồng hồ, tôi cứ ngồi nhìn con chuột lại đăm chiêu suy nghĩ. Mong tìm ra một lối giải quyết để có một cuộc sống chung hòa bình giữa người và chuột. Vô kế khả thi, lẳn lòng tôi đành nằm xuống đi ngủ sau khi bỏ nốt mấy hạt cơm xuống nền nhà gần bên nó chập mắt được một lát tôi giật mình thức dậy nhìn xuống chỗ con chuột thấy nó vẫn ngồi trong hổm ngước đôi mắt tí hí lên nhìn tôi những hạt cơm vẫn còn nguyên trên sàn có lẽ nó không ngủ thì phải tôi mặc kệ lại nhắm mắt ngủ tiếp tôi nghĩ Ê, hey, rồi trước sau gì nó cũng phải ăn thôi. Nó cũng là một sinh vật như tôi mà. Nếu mai không ăn, thì ngày kia sẽ phải ăn. Thế là tôi thoải mái đi vào những suy tư của riêng mình. Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt ra, nhìn xuống nền nhà, con chuột đã biến mất rồi. Cả những hạt cơm cũng bay hết. Chỉ còn một đoạn chỉ ngoằn ngoèo, chơ vơ nằm đó, Ôi trời ơi, tôi thật là ngố vì đánh giá quá thấp người bạn mới này. Chuột mà cắn thì chỉ gì lại không đứt chứ? Trừ có dây kim loại thôi. Thế mà sao tôi lại ngớ ngẩn nhỉ? Thật là tiếc công. Lại tiếc cả người bạn chưa thân đã bỏ nhau rồi. Anh bạn ra đi, vẫn không quên chén sạch mấy hạt cơm của tôi. Mời. Bây giờ chắc gì nó trở lại nữa. Dù vậy chưa hôm sau, tôi vẫn để lại mấy hạt cơm cho nó thấy mồi. Biết đâu nó lại vào nữa thì sao? Mãi gần 10 ngày sau, tôi đã tưởng không bao giờ trông thấy nó nữa. Thì cũng vào một buổi trưa, không khí cuối hạ vẫn còn oi nồng. Tôi đang nằm mơ màng chờ giờ cơm chiều. Mắt lơ đãng nhìn đây đó, chẳng có một chủ định gì. Thì từ chiếc cửa sổ nhỏ đến chiếc cùng, rồi chợt nhìn đến mấy hạt cơm dưới nền nhà tôi thấy đã biến mất à, tôi ngồi bật dậy đưa mắt nhìn quanh kỹ hơn không một âm thanh dù nhỏ bé xà lim vẫn yên ắng như tờ vậy là chú chuột đã trở lại rồi hay một chú chuột khác nhỉ thế là tôi quyết định ngày hôm sau lại chủ ý rình. chưa hôm sau cũng mấy hạt cơm làm mồi và như lần trước tôi lại tóm được chú chuột ngày xưa ấy. Cũng thấy hơi lạ tại sao chân của nó không còn sợi chỉ buộc. Hay là nó nhờ bạn bè nó giúp nó để cắn ra. Có thể thời buổi khó khăn nó đã tha phương cầu thực nhiều nơi. Nhưng vẫn không tìm được nguồn sống trừ căn buồn của tôi. Tuy đã bị bắt một lần và đã đào thoát được. Tôi nghĩ chắc lúc nó thoát, nó đã tự hứa sẽ cạch đến già, không bao giờ trở lại căn buồn của tôi nữa. Nhưng khốn thay, mò mẫm lên đâu cũng chẳng có gì đốt bụng, lại bom đạn cho nên vì sự sống còn, biết là đầy dẫy hiểm nguy, nó cũng đành phải xông vào chỗ chết để tìm cái sống vậy. Hơn nữa, rơi vào tay tôi, âu là dù khôn dù biết, nhưng vẫn không tách rời khỏi điều kiện lần này tóm được nó tôi không thể nhân nhượng tôi không thể để nó có một điều kiện nào thoát khỏi tay tôi một lần nữa vì thế nên khi ra trả bát xong và sau khi đã bị cầm hóa đâu vào đấy rồi tôi cúi xuống cầm sợi dây kéo vào lựa thế chọc nó nó lầm lộn tìm cách vụt ra nhưng làm sao được chân đã bị buộc rồi Nắm chặt nó trong lòng bàn tay Nhìn đôi mắt thất thần của nó tôi lịch sự nói Chỉ vì tôi muốn sống chung với bạn Với bạn vui lòng thì tôi mượn bạn hai cái răng cửa nhé Tôi hiểu rằng nếu nói được tiếng người Chắc chắn nó sẽ phản đối kịch liệt Đời nào nó lại đồng ý với cái lý do kỳ khôi ấy nhỉ Khốn, đây cũng là cái lý của kẻ khỏe trên cõi đời này mà thế là tôi vặn nghiến hai cái răng của nó từ nay đừng hòng cắn dây buộc để thoát củi sổ lồng nữa nhé người và vật ở với nhau mãi rồi cũng thành quen nó không còn sợ tôi như buổi ban đầu nữa thậm chí đã có lần tôi cho nó rút cả vào bụng tôi cuộc sống của tôi kể từ ngày có nó thấy ấm cúng hẳn lên tối nay cũng như mọi bữa Tôi đang ngồi đùa bỡn chuyện trò với con chuột. Đột nhiên súng nổ như bắp rang, xen lẫn những tiếng ồn ục rung trời chuyển đất. Hôm nay đặc biệt không có còi hộ. Như vậy, Mỹ đã có một phương pháp nào đó để đánh lừa màn lưới radar của Cộng sản. Chiếc cánh cửa xà lim rung lên bùng bật như trái đất rùng mình. Con chuột hôm nay hình như cũng sợ quá, chui mãi vào chỗ rốn của tôi cái tay nó cứ ngọ nguậy nhất là những cái lông mõm của nó cứ chà đi, sát lại da bụng của tôi, làm tôi nhiều lúc nổi da gà, nhưng cũng thật đê mê. Đèn bỗng phột tắt, không biết đường dây bị đứt hay nhà máy điện bị à, bị đánh bom, cả tiếng loa vẫn hồng hộc quát tháo om sòm. Bây giờ cũng câm bạch, trời tối đen như mực, những ánh chớp nhấp nháy xanh lè liên tục với những tiếng đạn nổ bom rơi. Tôi rất tiếc là cái chân tôi bị cầm và tôi phải ở xa lim chứ lúc này mới được nhìn ra ngoài trời. Hẳn là như được dự một đêm hoa đăng muôn hồng, nghìn tía của ánh hào quang. Hơn một tiếng đồng hồ sau, còi hộ mới báo an. Nghe ư ở như con bò cái gọi được kéo dài vừa ngắt giọng như hết hơi thì súng và bom lại nổ tơi bời những làn chớp lại nhấp nháy liên hồi như trong quán rượu nhảy đầm vậy tôi không thể tưởng tượng được đạn của cộng sản ở đâu mà nhiều thế không biết bao nhiêu khẩu pháo bắn liên chi hồ điệp không lúc nào ngừng tưởng như vỡ cả bầu trời hà nội ra mà dạo này mật độ của máy bay mỹ bắn phá hà nội càng nhiều hơn có đêm ba bốn trận, có ngày liên tục không biết bao nhiêu trận, có khi lại bẵng đi cả nửa tháng yên lành, rồi lại sùng sục đạn réo, hỏa tiễn bay và máy bay rơi, cũng như tơi bời người chết. Tôi hiểu, Mỹ đã dùng nhiều chiến thuật, nhiều thủ đoạn để đánh Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung, nhưng như tôi đã trình bày ở trên Cộng sản đã nghiên cứu được hết tình trạng này cũng giống như kẻ đi buôn lậu với lính đoan bắt hàng lậu. Người buôn lậu mỗi khi tìm cách giấu hàng mới, chỉ thoát được chuyến đầu thôi, sau làm nữa thế nào cũng bị lộ tẩy. Hôm nay là Chủ nhật, mãi gần 9 giờ mới có cán bộ vào mở các buồng cho ra rửa. Đến lượt tôi, qua cách mở cửa, mở cùng, tôi đã biết là cán bộ lạ. Khi bưng bô ra khỏi cửa, tôi mới biết đó là tên ba. Tay này rất lầm lì, ít nói. Y là trung sĩ, người nghệ an. Trước đây, đã có thời gian y trực ở Salim Ba. Lúc tôi mang bô vào, y đang ở trong buồng tôi. Y trừng mắt nhìn tôi, tay chỉ con chuột. Chuột nào đấy? Thưa ông, nó chui vào buồng nên tôi bắt nó ở trong này ai cho anh nuôi chuột tôi thấy nó bé tí nên buộc nó chơi cho đỡ buồn y gằn giọng quát đập chết và đã ngoài thấy y nổi nóng tôi mềm dẻo trình bày thưa ông tôi đã buộc nuôi nó hơn nửa tháng nay rồi nó không làm ảnh hưởng gì đến xà lim cả không được anh có nghe lệnh của tôi không thấy tình hình căng quá vì tiếc con chuột. Dạo này nó đã quen tôi nên tôi cố nằn nỉ. Xin ông thông cảm ngày mai tôi sẽ giết nó, ném vào nhà xí. Y quay lại tôi, sừng cổ lên, bỏ chân vào. Tôi ngồi ghệ vào sàn, rồi bỏ chân vào cùng. Y trở ra bên ngoài cửa, chốt cùng, rồi y sồng sọc đi vào, lấy chân đắp mạnh vào con chuột. Tim tôi như thoát lại, con chuột rất lanh lẹ nhảy tránh được. Y càng tức, co chân lên rồi đạp xuống lung tung nhiều lần. Vì bị vướng sợi dây oan nghiệp mà tôi đã buộc vào chân nó. Cuối cùng nó không tránh được. Nghe đánh phẹt một tiếng, tôi nhìn con chuột ruột bị phòi ra. Hai con mắt tí hon như hai hạt cườm đen trắng, long lanh, phọt hẳn ra ngoài, lòng thon, hai chân, hai tay nó ru lên bần bật, rồi quệ oải dần cho tới khi ngừng hẳn. Một luồng hơi nóng chạy ngược từ dưới cổ tôi lên trên mắt. Tôi nhìn tên cán bộ, tôi muốn y phải giống như con chuột, nhưng chợt nhìn thấy cái chân mình trong cùng. Rồi lại nghĩ đến cái thế của mình lúc này, tôi thấy như có một gáo nước lạnh dội vào đầu. Tôi đành cục mắt xuống. Trước khi quay ra, đóng khóa cửa, y còn ngoái lại nhìn tôi bằng đôi mắt lừ lừ khiêu khích. Thân tôi thật hèn, không bảo vệ được cho ngay một con chuột. Cửa đã đóng lại, tôi nhìn xác con chuột bẹp dí, ruột gan lòi cả ra ngoài mà thấy như ruột gan mình cũng tím dần lại. Cái chết của con chuột làm tôi suy nghĩ và buồn đến mấy ngày, liên tưởng đến cuộc đời, gia đình, xã hội bao nhiêu vấn đề đang diễn tiến đổi thay thế mà thân mình vẫn cứ nằm dài một chỗ nhìn ngày tháng dần qua đã ba năm bốn tháng rồi nhìn về ngày mai chưa biết đến bao giờ cái khổ cực kinh khủng nhất là cái chân cứ lằng nhằng ở trong cồn ngay đến nằm hay ngồi cũng còn không được tự do nữa nói chi là nó được ra ngoài đi lại ở miền nam bao nhiêu cuộc đảo chính bao nhiêu biến thiên vũng lên đổi đổi thành vũng bạn bè gia đình thân thuộc ai còn ai mất ai lên đổi ai xuống vũng trong khi quân đội mỹ kéo vào ồn ồn một nỗi ngổn ngang trăm mối trong đầu con chuột người bạn mới chết đi làm tôi rầu rĩ nặng nề rồi quên bẵng đi những nguyên tắc sống mà chính mình đã tự đề ra mấy ngày qua lòng tôi cứ héo hắt âu sầu tôi chợt nhớ đến một câu hát tesera sera whatever will be will be phải rồi lúc này hãy buông trôi nó đi có suy nghĩ mãi cũng đâu có giải quyết được cái gì rồi tôi lại nhớ đến một ý thơ của thâm tâm nhưng lộn xộn lẫn lộn trong đầu mẹ thà coi như giấc ngủ ngày, tình coi như khói thuốc say, em thà coi như chiếc lá bay, nước thà coi như bát cơm đầy. Nhưng tôi hiện giờ cũng chỉ được hưởng giấc ngủ ngày, còn khói thuốc say và nhìn lá bay thì đâu có, chữ bát cơm đầy thì bao giờ mới được hưởng chương 61 Nằm đến mùa thu qua, trời đã lại chuyển sang thu, cứ mùa thu rồi lại mùa thu. Tôi cứ nằm đây để đếm mùa thu qua, cho đến mùa thu nào là mùa thu cuối cùng đây. Trên đài nheo nhéo là cho đến hôm nay, miền Bắc đã bắn rơi được 1.261 máy bay Mỹ đủ loại và đã bắt được nhiều phi công. Cứ mỗi trận đánh hoặc trong một ngày trên đài, trên báo chúng thường thông báo rõ ràng, thậm chí nhắc đi nhắc lại con số máy bay Mỹ các loại bị bắn rơi trên miền Bắc, cộng vào từng ngày nâng tổng số là bao nhiêu chiếc. Nhưng riêng về phi công thì chúng luôn luôn nói lấp lửng hôm nay bắt thêm ba tên, hôm khác bắt thêm hai tên, hôm khác nữa bắt thêm một số tên vân vân nhưng không hề tuyên bố đã nâng tổng số là bao nhiêu phi công điều đó chứng tỏ là ngay từ lúc này việt cộng đã có ý đồ sẽ dùng vấn đề phi công để làm áp lực với mỹ sau này ai cũng hiểu cộng sản đã cái vẻ thông báo với thế giới từng trận đánh và con số 1.261 máy bay mỹ bị hạ cho tới nay chỉ là phóng đại thôi. Tôi tưởng tượng một câu chuyện về số máy bay Mỹ bị hạ trên miền Bắc rồi cười một mình. Một hôm, Mao Trạch Đông nhấc điện thoại đặc biệt hỏi chuyện Hồ Chí Minh. Alo, chú Hồ đấy hả? Dạ, em đây. Anh cần dạy gì em? Tin đài và báo chí chú mày nói đã hạ được 1.261 máy bay Mỹ. Chỗ anh em trong nhà Chú mày phải nói thật với ta nhé Đúng là chú mày hạ được bao nhiêu cái Thưa Thưa anh Anh hỏi em phải nói thật Để cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm Thú thực chỉ có 514 cái thôi anh ạ Một tiếng thình Mau giận quá Nên đập tay lên bàn Chú mày lại bịt cả ta nữa Theo tin của cơ quan tình báo Tại chỗ của ta thì Bắc Việt từ khi có chiến tranh phá hoại của Mỹ tới nay mới bắn rơi được có 184 cái thôi. Đến ta với chú mày vừa là đồng chí vừa là anh em mà chú mày còn bịp thì trên cái cõi đời này có ai mà chú mày không bịp nữa. Sáng hôm sau, mùng 2 tháng 9, mọi năm vào những ngày này, ôi cứ là nhức cả đầu với tiếng loa. Nào là thuyết minh cảnh diễn minh biểu tình nào là bài diễn văn tràng giang đại hải nhưng năm nay chúng đã im lìm làm lễ trước rồi trong một xó xỉnh núi rừng nào đó bởi vì hầu hết bọn đầu não cộng sản hà nội đâu còn có ở thủ đô nữa chỉ chờ những trường hợp cá biệt một hay hai tên đi về tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao mà thôi chẳng hiểu hôm nay máy bay Mỹ có vào thăm miền Bắc hoặc Hà Nội không đây? Có thể người Mỹ lịch sử hay có dơ chơi kiểu người lớn, tôn trọng văn hóa các dân tộc và nhân phẩm. Dù rằng có phải vì thế mà lính bị chết nhiều hoặc thua Cộng sản thì cũng không thể chơi kiểu tiểu nhân như Cộng sản được. Cho nên bà con có thể cứ yên tâm đi cày cho khỏe vào mà hưởng ngày quốc khéo mãi gần 9 giờ, cán bộ mới vào mở các buồng cho tù ra đổ bô. Đến lượt buồng tôi, vừa mới ra khỏi cửa, tôi thoáng thấy tên dư hôm nay mặc quần áo đại lễ vàng ươm, ủi cứng ngắc Hai miếng hàm chuẩn úy đỏ loẹt mới toanh gắn chéo vào hai bên ve áo. Mặt y tươi roi rói dưới cái mũ kết bị cũng màu vàng, có chiếc đai đỏ như máu, tôi có cảm tưởng cả bộ quần áo và cái mũ như bằng giấy nhất là nhìn xuống đầu hai tay áo của y một bên chỉ thấy chùm chìa khóa đang rung rung lúc lắc còn bên kia chỉ nhìn thấy có hai ba đầu ngón tay giữa thò ra chừng một đốt đang ngọ nguậy cả con người lão trông có lúc y hệt như những hình nhân xếp đầy ở ngoài hè trên phố hàng mã thời trước 1954 nhưng có lúc như những người nhà đòn đội mũ mặc đồng phục để khanh quan tài người chết vào buồng tắm tôi vừa cọ mô vừa suy nghĩ đâu phải những tên cáo già bộ chính trị miền bắc không thấy như vậy nhưng vì chúng đã hiểu chính những cái quê một cục ấy là một yếu tố không thể thiếu để tạo nên sức mạnh của chế độ đó Cũng thừa hiểu những bộ đồ đồ luyết cắt may vừa vặn những sự ngang bướng lấy le trở thành hình thức oai phong nhưng trống rỗng tâm hồn hoặc chỉ bàn tán chửi đổng cấp trên mà thôi cho nên như con rắn chỉ cần cái đầu thật khôn lanh tinh quái còn phần đuôi chỉ biết theo đầu thì mới mạnh được lúc ôm bô trở ra dù đã hiểu thế nhưng khi thấy tên như tôi phải quay đi chỗ khác để cho hai cái mép của mình được thoải mái kéo rộng ra hai bên. Khi ra lấy cơm, tôi lại thấy hai tên Chiến và Nhiễm, cũng như hai con ốc mượn hồn, đang từ ngoài cổng xà lim đi vào. Tên Chiến được lên thiếu úy, tên Nhiễm cũng lên chuẩn úy, mặt tên nào cũng tươi roi rói. Tôi nhớ là mới năm 1963 vừa rồi, chúng đã được lên lon một lượt nữa. Phải chăng hoàn cảnh đã dẫn đến thời chiến. Những tên bộ chính trị phải cần mua, phải cần bơm những tên cán bộ cơ sở, hạ tầng trong mọi ngành nghề của toàn quốc. Tôi không được nhìn thấy cán bộ của các ngành khác, cho nên tôi chưa dám kết luận. Ngày hôm sau mới sáng ra, tên bằng đã gọi tôi đi cung sớm, đã khá lâu rồi. Phải tới 2-3 tháng này không hề gọi tôi đi, chả hiểu hôm nay lại có chuyện gì mới. Khi ra khỏi cổng Salim, nhìn ra sân trại chung tôi thấy đã khác lạ hẳn với trước đây. Từ mấy căn nhà cạnh Salim 2 ra tới cái tròi, có mắc bốn cái loa ở giữa sân. Bây giờ đã đóng cột quây cót lại thành một khu riêng. Những lá cót đóng che cao chừng 2 m hai Nhưng phía dưới chân để hở ra chừng 30 phân của cái tường cót thấy rất nhiều những cái chân trắng đầy lông lá. Đa số là đi chân không, chẳng có giày dép gì. Tôi hiểu ngay là mấy buồng kia cạnh Salim 2 là chỗ giam phi công Mỹ. Phải quây cót ra chiếm một phần sân để hàng ngày cho phi công Mỹ ra tắm rửa, ăn uống. Phải quây cót lại vì Cộng sản không muốn tù Mỹ và tù Việt nhìn thấy nhau. Tôi mãi ngoại cổ nhìn những bàn chân to nhưng gầy Mãi tới khi một tiếng quát làm tôi giật mình Không đi nhìn cái gì Tôi quay lại tên bằng đang lừ đừ nhìn tôi Tôi tỏ vẻ trầm trồ nói với y Bắt được nhiều phi công quá Y lạnh lùng Chẳng trả lời tôi Khi tôi ra tới chỗ phòng trực Cũng vừa lúc có hai tên cán bộ chấp pháp là Đang nhận lãnh hai anh phi công Một anh cao linh khinh gầy nhỏng và một anh tầm thước có bộ râu quái nón trồi xề. Anh có bộ râu quái nón đưa mắt nhìn tôi hai lần. Chẳng hiểu anh nghĩ gì, chắc anh thấy một thân hình trắng xanh, ốm tòng tèo với đôi mắt trắng giả nên anh nhìn chăng. Nghĩ thế vì mấy lần trước đây khi bị đi hỏi cung, ra tới sân trại chung tôi thấy một đám tù thanh niên rách rưới tuổi khoảng trên, dưới hai mươi chỉ trỏ tôi với nhiều tiếng nói to nguyễn văn trỗi chúng mày ơi Tôi cũng không hiểu tại sao đám tù đó nhìn tôi lại gọi là Nguyễn Văn Trỗi. Phải chăng chúng nhìn thấy tôi từ ở trong cổng Salim ra, phía sau có một cán bộ áo vàng, và có thể tôi có một dáng dấp Dâng giống dân như tên Nguyễn Văn Trỗi chó chết chăng? Nên chúng đã thì thầm gán ghép cho tôi. Phải nói, sự gán ghép này chẳng làm cho tôi vui cái gì cả nhất là tôi cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh tên trội ra làm sao khi ra tới sân trước tức là sân có dàn nho trên hành lang đi qua các phòng tôi liếc vào cũng thấy một vài anh mũi lọ mắt xanh đang ngồi ở chiếc ghế đầu của bị can giống như tôi vẫn ngồi như thế điều này cho phép tôi hiểu dạo này một số trong ngành chấp pháp của miền bắc đã được học lớp cấp tốc anh văn hoặc những người đã giỏi anh văn được huấn luyện để bổ sung cho ngành chấp pháp nhằm tăng cường người hỏi và khai thác phi công Mỹ về tin tức về những phương pháp cũng như nghệ thuật không chiến và bắn phá vân vân. hỏi cung tôi hôm nay là tin đạn người Huế. Kỳ này y lại đeo kính trắng nữa chứ? Một tên cán bộ lạ đang dở chồng hồ sơ dày cộm trên bàn. Tôi chưa xác định được vật gì cho nên, theo thói quen như mọi khi, tôi ngồi yên cúi đầu và chờ đợi. Với giọng miền trung giòn và cứng, tên đặng bắt đầu lên tiếng. Dạo này anh khỏe hỉ. Thì... Thưa ông, tôi vẫn bình thường. Y nhìn tôi đăm đăm qua đôi mắt kính rồi chậm rãi. Hôm nay chúng tôi nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ của anh. Đã hơn ba năm rồi, tư tưởng của anh không có gì chuyển biến chỉ vì anh đã mang sẵn trong người dòng màu phản động. Chính vì vậy, anh chỉ thấy chủ nghĩa xã hội nghèo nan, lạc hậu. Người dân phải đẩy xe bò, không có tự do đi lại. Anh làm sao mà nhìn thấy sức mạnh đang vươn lên, như phù đồng của toàn dân, một sức mạnh mầm mị, một tên hiệu chiến siêu cường hùng mạnh nhất thế giới cũng đang phải biên đầu ngang ngửa Rồi đấy, thời gian sẽ gột rửa dòng máu phản động trong con người của anh. Vậy, anh hãy nghe tôi đọc. Những đoạn nào trước đây, anh đã khai bảo, nhưng chưa kỳ, bây giờ yêu cầu anh kỳ vào. Cúi đầu, ngồi yên nghe y nói. Tôi nhớ lại một buổi gần ba năm về trước. Hai tên nhuận Mật Thành đã vui vẻ, hỏi tôi nhận định về xã hội chủ nghĩa. Điều gì đồng ý điều gì tôi không đồng ý. Tôi nhìn toàn bộ, ngay từ cái gốc cộng sản chỉ là một chủ nghĩa bịp bợ người ngây thơ, người lười suy nghĩ, để rồi cuối cùng, khi mình bị chúng trói được rồi, chúng mới lột mặt nạ ra cho xem bộ mặt thật. Chúng chỉ là một lũ quỷ mắt đỏ, mồm xanh, răng nanh dài thượt, nhọn hoắt, chuyên ăn thịt người. Lúc đó mình có muốn chống lại, thì đã muộn rồi trong cái thế của tôi lúc đó khi hai tên thành và nhuận hỏi tôi vẫn không có ý kiến hoặc nói ngược hẳn lại ý nghĩ rằng tôi thích xã hội chủ nghĩa lắm mãi tới khi tên nhuận cam đoan những lời nhận định góp ý xây dựng của tôi sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi cả thì vô lý không biện chứng nên đành chỉ nói điều mà ai cũng trông thấy đó là cảnh người kéo xe bò vân vân thấy họ cực khổ quá nhưng tin chắc rằng ít năm sau sẽ khá hơn tôi cố ý nói như vậy để chúng mới tin là tôi thích cộng sản và cũng có một vài điểm tôi thấy chưa tốt tôi còn lạ gì lời dụ dỗ hứa hay cam đoan của cộng sản chỉ có thế bây giờ sau hơn ba năm rồi chúng lại đem cái đó ra để sỉ vả tôi càng thêm một bài học cho tôi nữa chúng chỉ đọc sơ rồi đưa tôi ký nhiều chỗ chúng chẳng đọc cứ đưa tôi ký tôi cũng không ngán gì dù bảo tôi ký vào bản án tử hình bây giờ tôi cũng ký hơn nữa tôi cũng tự hiểu khi đã ở trong tay chúng rồi những chuyện này cũng chỉ là hình thức nếu chúng định giết định bắn thì có lý Băng trời chúng cũng bắn cũng giết vậy ít ra phải hiểu nhau một tí chứ chính tôi đã nói với thằng với tên đặng là khỏi cần phải đọc lại mất công cứ xem chỗ nào cần tôi ký đưa đây đưa đây tôi ký cả hai tên đều nhìn tôi bằng ánh mắt dịu mềm vậy mà cũng tới trưa tôi mới được chúng cho về trên đường theo lão bằng về xà lim khi qua sân giàn nho lão bằng gặp một tên cán bộ nên y ra hiệu tay bảo tôi chờ để y nói chuyện với tên cán bộ đó mấy tháng nay mới lại nhìn thấy màu trời trời mùa thu thăm thẳm trong xanh một vài áo mây trắng lưa thưa đây đó như những mông cúc mông huệ trắng dính vào miếng vải xanh cánh trà. mũi tôi đang tưởng tượng mùi huệ mùi cúc chợt mắt tôi nhìn thấy mấy đóm trắng bé tí ti sáng chói như những con cò trắng bay rất cao. Đến khi tôi chợt nhận ra đó là những chiếc máy bay, cũng là lúc còi báo động hồng hợp rú lên như con bò mộng bị thọc tiết, nấc lên từng đợt ùng ục, rồi súng và bom nổ rầm trời. Hôm nay, tôi mới trông thấy máy bay Mỹ nhào xuống như điện chớp và những đường đạn phía dưới bắn lên khắp đó đây, như những đường chỉ trắng ngắt từng quãng đều nhau chọc thẳng lên bầu trời xanh trông như những tua khói trắng của chiếc pháo bông sau khi nổ trong đêm hội hoa đăng tôi mãi mê ngửa cổ nhìn lên trời bỗng tôi thót người vì tiếng quát giật giọng chui vào đây muốn chết à tôi nhìn về phía tiếng quát mãi trong một lỗ hầm tối om ở một góc sân một bàn tay áo vàng đang thò tay ra vời tôi rối rít Tôi chạy tới gần cửa hầm, nhìn vào bên trong thì ra tên bằng cùng với bốn năm tên áo vàng nữa. Tôi chả biết ai với ai. Tên bằng đang trợn trừng nhìn tôi. Tôi vừa cúi đầu chui vào, y đã cầm tay tôi lôi tuột vào trong, làm tôi ngã chui đầu vào y. Y cho phép anh đứng đây nhìn máy bay. Tôi nghĩ bụng, tôi cho phép tôi đứng chữ ai, nhưng tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời. Thưa ông, Tôi tưởng không được vào hầm với các ông. Y chẳng biết phải nói gì với tôi thế nào. Cuối cùng chỉ buông thẳng một câu, vớ vẩn. Ngồi trong hầm nhìn ra, tôi chỉ thấy một lũ hoa hướng dương đã gần tàn. Che lấp cửa hầm, bên ngoài bom cứ rơi, đạn cứ nổ. Có vào trong hầm, nghe những tên cán bộ thì thầm nói chuyện, tôi mới biết là đa số cán bộ họ lò phải chạy chui vào trong hầm là vì chúng sợ máy bay thì ít mà sợ mảnh đạn phòng không rơi vào đầu thì nhiều qua câu chuyện của chúng hà nội đã có nhiều người bị thương thậm chí có người chết vì mảnh đạn của đại pháo và trung pháo phòng không hơn một tiếng đồng hồ sau còi mới báo an tên bằng dục tôi về xà lim ngay khi về qua sân trại chung tôi thấy sân vắng tanh như vậy mỗi khi có còi báo động tất cả tù phải vào trong buồn. Chương 62 Thăm tù, người lạ mặt là ai? Sau buổi đi cung chừng hơn tuần lễ, một buổi chiều tôi đang nằm nhắm mắt dưỡng sinh, chợt có tiếng khóa sọc sạch rồi cửa mở. Tôi vội vàng ngồi dậy nhìn ra, tình dư tôi đang lạ là cơm nước đã ăn, bát trả rồi Lúc này lại sắp hết giờ làm việc, vậy còn cung kẹo gì nữa? Y vào buồn tôi làm gì? Với một giọng nhẹ nhẹ và dịu dàng, tên dư nói. Được lệnh manh giám thì tôi tha cùng cho anh. Mắt tôi mở to, mồm tôi há hốc ra. Tôi tưởng mình nghe lầm. Tôi đờ đẫn cả người, chỉ dạ lên một tiếng, mặc dù trong lòng muốn hỏi lại là cán bộ nói gì? Tên dư trở ra ngoài, rút chốt cùm đánh xoạch một cái tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng chậm chạp nhấc cùm rồi nhấc chân ra tôi vừa đặt cùm xuống y thò cổ vào ngó rồi y đút chốt cùm lại vừa đã cài khóa rồi tôi còn ngồi ngơ ngơ ngắt ngác như vẫn chưa tin được hai tay tự nhiên cứ vuốt ve xoa nắn cái chân vừa lấy từ cùm ra đã hơn ba năm nay Chiếc cùng cứ ám ảnh đời tù của tôi như một oan nghiệt. Nhiều lần tôi tưởng đã phải về lòng đất mẹ cũng vì nó. Đến nỗi, năm ngoái, đã có lần tôi định lên gặp chấp pháp tự nguyện, tự nhận mình là kẻ có tội với nhân dân, với đảng. Đáng phải chặt một bàn chân để đền tội và để khỏi công nữa. Bởi vì, lúc đó tôi quá đau khổ, phẫn uất Suốt tháng này qua tháng khác Cái chân cứ lằn nhằn trong cùng đêm cũng như ngày Thà chịu chặt một bàn chân còn sướng hơn Còn chân hay mất chân Tâm thần này cũng vẫn ở trong tù Chặt chân chỉ bị đau vài tháng thôi Nhưng sau đó sẽ không còn cái cảnh đái Nằm, ngồi, ngủ Tức mới biết bao nhiêu khổ cực Bực dọc vì cái chân cứ dính chặt vào cùng Thế mà bây giờ lại được tha vậy là từ nay tôi đã được tự do rồi sẽ tha hồ muốn ngồi thì ngồi muốn đứng thì đứng muốn đi thì đi tha hồ tập thể dục ôi tự do sao mà mi quý giá vô ngần vậy chứ ta nguyện tôn thờ mi trọn cuộc đời ta nhìn lại gia tài mình tôi chẳng có cái gì để ăn mừng cả thật là đáng tiếc lòng tôi lúc này cảm thấy nhẹ nhàng, lâng lâng, phơi phới. Bây giờ, hàng ngày, tôi có thể làm được nhiều việc trong buồn, chứ không còn đơn điệu chỉ có nằm và ngồi như mọi khi nữa. Sáng sớm, ngoài những động tác tập thể dục như mọi lần, tôi lại chạy tại chỗ 100 bước, thở hít nhiều hơn. Nằm chán, tôi lại bò dậy đi bách mộ. Cứ tám bước vừa đúng một vòng cái khung nền hình chữ nhật giữa hai sàn xi măng. Hai cạnh dài, mỗi cạnh ba bước, hai cạnh ngắn, mỗi cạnh một bước. Tôi đi bách mộ nửa tiếng, lại nằm nửa tiếng, rồi ngồi nửa tiếng, cứ luân phiên như vậy. Cho tới 9 giờ tôi đi ngủ, sáng 6 giờ dậy. Dĩ nhiên, thời khắc tôi chỉ ước chừng gắn liền với tiếng đài và giờ giấc làm nghỉ của cán bộ cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối. Lúc này vì mới được tha cầm nên có vẻ ngoan ngoãn lắm, chưa hề dám tính đến việc tò mò liên lạc, nói chuyện với các buồn khác. Nhưng vào lúc 8 giờ tối hôm qua, khi tôi nghe thoáng tiếng động ở cánh cổng Salim, rồi có tiếng giày cồm cộp từ ngoài cổng Salim, rồi có tiếng giày, còn có cả tiếng sền sệt của đôi dép râu nữa. Tôi ngạc nhiên vành tai lên nghe ngóng. Ngay khi tôi còn ở Hà Nội, rồi đến những ngày cung kẹo ra vào, lên xuống trong hỏa lò hàng mấy năm, tôi cũng chưa hề thấy ai đi giày, nện xuống gạch cồm cộp như vậy cả. Tôi phân vân rồi phán đoán, hay là người ngoại quốc, vì vậy tôi càng cố gắng nghe xem tiếng nói chuyện, nhưng vẫn im phăng phắc. Cuối cùng, tiếng dậy cột kẹt như đập vào tai mọi người đang đi dần vào buồng số 4. Tôi hơi hồi hộp, buồng số 4 ngay cạnh buồng tôi. Một lúc tôi cửa đóng, khóa, không còn một tiếng động. Mãi sau đó, tôi nghe tiếng kéo bô đi dài, rồi không còn nghe gì nữa. Chán rồi tôi cũng ngủ. Ngày mai trước sau thế nào mà chả biết. Nhất là bây giờ tôi lại không bị cùng, dễ có điều kiện tìm hiểu hơn. Sáng hôm sau, đến giờ đi đổ bô, tôi lắng nghe khi mở buồng số 4 xem thế nào. Có tiếng chân ra vào nhà tắm, nhưng không còn nghe tiếng cộp cộp của đôi giày độc đáo nữa. Rồi sau đó, khi buồng số 4 đi cung, tôi cũng không còn nghe tiếng giày nữa. Như vậy, số 4 phải là người Việt mà người Việt gì lại đi giày hách thế nhỉ? chắc rằng số bốn cũng thấy là tiếng giày của mình lạc lõng, lẻ loi không thể yên tâm đi được ở đây, vì thế đã phải bỏ ra để đi chân đất. chỉ ba ngày sau, tôi nghe thấy tiếng số bốn khi báo cáo xin thuốc đau bụng đi ngoài, nghe qua tiếng nói trọ trẻ như giọng quảng bình, nhưng đã pha nhiều tiếng bắc. Tôi đoán số bốn sắp xỉ chỉ, chỉ bằng tuổi tôi thôi, nghĩa là khoảng 26, 27. Điều đó càng gây cho tôi tò mò, nhất là tiếng giày đặc biệt. Những ngày tới tôi sẽ phải tìm được câu trả lời. Sáng hôm sau, sau khi cơm nước xong, tôi đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ ngày. Bỗng từ ngoài sân có tiếng ồn ào của một đoàn người đi vào xà lim. Tôi nghĩ lại có phái đoàn nào đó vào tham quan. Hai cái buồng của Hoàng Văn Thụ và Trần Đăng Ninh thì phải, nhưng như mọi khi, phái đoàn tham quan thường đi vào chủ nhật. Vậy, nếu không phải thì đây là đoàn gì? Tôi bước gần ra phía cánh cửa, áp sát tai vào chiếc cửa sổ nhỏ để lắng nghe. Có tiếng mở buồng số 2, rồi lại buồng số 13. Tôi đoán không sai mà. Tôi đang chờ như mọi khi sẽ lại có tiếng thuyết trình của một tên cán bộ tuyên huấn nào đó về tội ác của thực dân pháp đã giam hãm những người cách mạng vân vân và vân vân nhưng cho tới khi cửa của hai buồng nó đóng lại cũng không nghe thấy một tiếng nói lạ thật khác thường không giống mọi lần tôi đang băn khoăn chưa hiểu đây là loại phái đoàn gì tay vẫn áp vào cửa sổ nhỏ nghe ngóng. Bất chợt, tôi giật thoát người lại vì xoách. Cửa sổ nhỏ của tôi mở ra, tôi chỉ kịp lùi vào phía trong ngơ ngác. Thoáng nhìn ra thấy lối nhố nhiều người, cả màu vàng đồng phục lẫn thường phục. Cửa lớn buồn tôi mở ra, tôi càng ngỡ ngàng và phản ứng tự nhiên là lùi lại sát tường phía đầu sàn. Thật là quá đột ngột tôi không nghĩ là phái đoàn lại mở cửa buồng các tù nhân nhất là lại chính buồng tôi nên phải nói tôi mất hẳn tự nhiên lúc đầu đi đầu là một người mặc chiếc áo kaki xám bốn túi tóc đã điểm xương chừng 50 tuổi hai hàng lông mày dày tua tủa lông đen như hai con sâu róm lớn đậu phía trên hai con mắt làm cho đôi con ngươi màu tro của lão như thụt sâu vào đẩy hai bên gò má gồ ra, càng làm cho nét mặt lão tựa như con khỉ đột, vừa dữ tợn, vừa nghiêm trang. Phía sau lão là hai tên phó giám thị thượng úy Trì và Lê, cùng lúc nhúc năm sáu tên nữa phía bên ngoài. Hai tên Trì và Lê đeo đầy đủ quân hàm, thái độ tỏ ra sợ sệt, lễ phép với tên mặt ca kỳ sám. Tên mặt áo thường phục ngày nhìn tôi một cách soi mói, mắt y đột nhiên dịu xuống, môi y rung rung, rồi nhếch ra cười nở miệng. "Anh khỏe không? Tôi chẳng biết y là ai, nhưng thấy thái độ của tên trì và lê như vậy, nên cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn. Cảm ơn ông, tôi khỏe." Y quay lại nhìn hai tên trì, lê rồi y cười thành tiếng, vừa gật gật đầu vừa nói anh uống thuốc liều một mình mới dám mò về hà nội mặt y tươi hẳn lên nhìn tôi tôi cũng nhìn y định cười nhưng môi tôi miếm chặt không trả lời y trong khi đó hai tên trì và lê mỗi tên đều tay nọ để lên mu bàn tay kia úp vào phía dưới bụng mặt vẫn nghiêm trang lạnh lùng trên mặt áo kaki xám đưa mắt nhìn suốt người tôi rồi lại cười Y vừa quay ra vừa nói: Thôi, chào anh. Tình dư đã đóng cửa, đoàn người đã ra tới sân. Những tiếng xôn xao bàn tán nhỏ dần ra phía cổng xà lim. Tôi vẫn đứng yên trong buồn với tư thế lúc nói chuyện với tên lạ mặt. Đầu óc tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chẳng biết y là ai. Y vào hỏi tôi mấy câu như vậy để làm gì? có ảnh hưởng gì đến những ngày tới của tôi không qua hiện tượng nhìn thấy khi nãy y phải là một nhân vật có quyền hạn nhất định nào đó của ngành công an mới khiến cho hai tên trì và lê không dám có một tiếng nói dù là tên đó cười đùa nói với tôi mấy lần chiều hôm đó sau khi trả bát xong đã bốn giờ tôi chờ tên dư mở cửa cho ra sân lấy quần áo phơi ngoài dây với những tên cán bộ khác ngày tắm rửa bữa cơm chiều khi trả bát xong các buồng đều phải báo cáo để ra lấy quần áo phơi ngoài sân thì ra nếu quần áo còn ướt thì để lại mai xin lấy chứ thường là đã trả bát rồi chúng không mở cửa nữa nhưng đối với tên dư có hơi khác về cuối thu nhiều khi trời không còn cái nắng chói chang của mùa hè và có những ngày nhiều mây, gió nồm nam, không có ánh nắng, nên quần áo cái nào dày không khô được. Vì vậy tên dư để cho mãi gần 5 giờ, đó là giờ tan tầm. Trước khi bàn giao cho ca khác, y mới đi mở cửa cho từng buồng ra lấy quần áo. Nhờ vậy, quần áo thường được khô, đỡ hôi hám. Nhất là đối với những buồng không có thân nhân tiếp tế, làm gì có xà mông tôi đang hai tay cắp sau lưng lững thững nhàn du đi bách bộ trong cái khung nền xà lim giữa hai sàn đầu óc đang chơi vơi chẳng chuyên chú suy nghĩ một cái gì thì tự nhiên cửa lớn buông tôi mở tên dư nói vừa đủ để tôi nghe cho anh đã sân chơi một lúc ớ sao lạ vậy đến nỗi tôi không tin vào cái tai của mình nữa Tôi ở xa Lim đã gần 4 năm rồi, chưa từng bao giờ thấy có cán bộ nào lại mở cho một buồng nào ra sân chơi. Vì vậy, tôi phải mất mấy giây ngỡ ngàng rồi vội vàng chạy ra sân. tôi dư vào bàn ngồi lúi hối viết, thấy ánh nắng vẫn còn một phần ba sân. Tôi cởi rất nhanh áo, rồi đứng ra ánh nắng, ưỡn ngực cho ánh nắng mặt trời chứa thẳng vào người. Tôi vừa háo hức, hân hoan vặn vẹo người đằng trước đằng sau cạnh phải cạnh trái cho những tia nắng chui rút vào toàn cơ thể tôi sắn cả quần lên cho đôi chân cũng được hưởng cái món ăn tuyệt vời từ gần bốn năm nay không có đã gần bốn năm nay tôi hầu như chỉ ở trong ánh sáng lờ mờ của căn buồng cho nên nỗi hưng phấn của tôi đã tràn ra ngoài tôi chưa thiết nhìn cảnh vật chung quanh mặc dù tôi hiểu trời thu tuyệt vời nhưng hãy chờ đấy hãy cho cơ thể của tôi đói khát ánh nắng lâu ngày bây giờ được ăn được hưởng một bữa tràn trề đã gần hai mươi phút lúc này tôi mới kịp suy nghĩ tại sao tiên dư lại cho tôi cái đặc ân này mà tại sao y biết tôi thích ánh nắng đến cái độ say sưa thế này mà y cho À, phải rồi Tôi nhớ Trước đây có mấy lần Khi ấy tôi vẫn còn bị cùng Y đã bắt gặp tôi ngồi trong buồng Dơ từng cánh tay Nghiêng đầu ngảnh cổ Để đón nhận một chùm ánh sáng Chỉ bằng quả cam nhỏ Có thể vì vậy Y đã nảy ra ý định ban hạnh phúc Cho một người Mà Y không mất mát gì cả Chỉ mất chút công mở cửa thôi dù sao tôi vẫn vô cùng biết ơn y không hiểu y có biết rằng nhiều khi chỉ nhờ cơ thể một người được bồi dưỡng lúc này lại là điều kiện để thoát khỏi những bệnh hoạn trầm kha về sau để khỏi mất cái đặc ân này nhất là hôm nay là lần đầu tiên y cho ra có thể y phải theo dõi nếu không có gì rắc rối phiền hà y mới cho ra tiếp sau này vì nghĩ như vậy. Cho nên khi tôi thấy buồn số 14 và buồn số 10 thò đầu lên cười với tôi, rồi thụt xuống, tôi vẫn giữ vẻ nghiêm trang, lạnh lùng. Bỗng tôi nhìn thấy trên dây phơi, ở khoảng giữa có một cái áo suy và hai cái sơ mi trắng còn mới tinh. Tay áo có măng xét cẩn thận. Dù nhìn từ xa, tôi cũng hiểu đó là cái áo sơ mi của người nước ngoài. Chứ ở miền Bắc, không ai có quần áo đó tôi nhìn thoáng cái dấu hiệu ở cổ áo nhưng vì xa quá tôi không thể đọc được Chí tò mò của tôi bị kích thích nét mặt vẫn bình thản không tỏ vẻ gì khác lạ tôi liếc nhìn về phía bàn dư y đang cúi viết tôi vờ đi bách mộ vòng quanh sân khi tới chỗ hai cái áo sơ mi dù trước đây lúc còn ở sài gòn tôi cũng là thay ăn diện phải thừa nhận hai cái áo sơ mi này thật tuyệt hảo với những đường cắt may điêu luyện vài poplin trắng chói mắt dấu hiệu may cắt tại paris hai cái khuy măng xét bằng hai hạt xoàn giả trông như thật phải nói ngay ở sài gòn hai chiếc sơ mi này cũng thuộc loại sang rồi huống chi là ở miền bắc lại ở trong hỏa lo đó là một vật không thể lẫn lộn nó độc đáo như chọc vào mắt hiếu kỳ của mọi người tôi còn phải ngây ngất nhìn thì mắt những tên cán bộ chắc phải ngứa Rồi nhức lên chứ không chơi đâu ai là người có những loại quần áo này Có đem trộn lộn cũng không chệch ở đâu được nữa quần áo này phải đi đôi với tiếng giày cồm cộp hôm nọ nghĩa là của buồng số bốn vậy là bao nhiêu câu hỏi lại hiện lên trong óc tôi càng gợi thêm trí tò mò về buồn số 4 là loại người nào. Tại sao lại phải vào xà lim? Nhiều điều dồn dập cuốn hút lòng tôi, nên tôi quên cả cảnh vật chiều thu mà bao nhiêu lâu mới có dịp để ngắm nhìn. Phải nói, hôm nay vừa được cải thiện mắt mà tấm thân cũng được bồi dưỡng những món ăn tuyệt vời. Tôi đang ngẩn ngơ, ngục lặn, bơi lội trong biển nắng, Tinh Dư ở bàn đã đứng dậy ra mép hè nhìn tôi, tay lúc lắc chùm chìa khóa. Lấy quần áo vào đi. Tôi ngoan ngoãn lẹ làng vơ quần áo trại của tôi, rồi đi vào buồn. Khi đi ngang qua y, tôi nhìn y bằng con mắt dịu dịu tình cảm. Xin cảm ơn ông. Ánh mắt của y nhìn tôi cũng thiện cảm, nhưng không nói một lời. Tôi định gợi chuyện rồi hỏi y về người hôm trước vào buồn tôi là ai. Nhưng ý nghĩ cứ sắp sửa, phát ra thành lời lại bị đè vào. Vì tôi thấy thời cơ chưa thuận tiện cho những câu hỏi như vậy. Hương 63 Người nữ gián điệp của Sài Gòn Buổi trưa hôm nay, gió mỗng nổi nhiều hơn, trời đã lành lạnh, xà lim mới cho mượn chăn. Vì thế sau khi ăn cơm sáng, buổi trưa tôi đã nằm đắp chăn cho ấm rồi lim dim đi vào giấc ngủ ngày lúc nào cũng không hay. Một lúc, tôi chợt nhật mình tỉnh dậy, vẫn nằm im trong chăn, tôi lắng nghe. Ngoài tiếng gió rung những lá bàn ở ngoài sân, tôi đinh ninh không lầm là có nghe thấy. Không những bằng tai mà còn bằng cảm giác. Một tiếng động lịch kịch phía sàn bên kia tường. Nghĩa là bên buồng số 6, chỗ sàn tôi nằm ở sát buồng số 6. Lạ thật, số sáu từ nửa tháng nay không có người mà nói chung xà lim dạo này tương đối vắng có tới ba bốn buồn không có người cũng vì thế khi nghe thấy tiếng động vào sàn tôi ngạc nhiên nhưng vẫn nằm yên lặng tôi cố vểnh tai chờ nghe có tiếng động nào khác không chẳng lẽ trong khi tôi đánh một giấc ngủ trưa, có người vào buồn số sáu mà tôi không biết sao tại sao mãi không vào, lại đợi đến khi tôi ngủ mới vào. Tôi tự nhủ thầm trong bụng, rồi lại nghĩ cũng có thể vì mới thức giấc thần kinh còn đang chơi vơi nên tưởng lầm như vậy chăng? Cục kịch, cục kịch, cục kịch. À, lần này thì rõ ràng rồi. Rõ ràng tiếng động của ai đó nằm bên kia tường chở mình. Phải rồi, một người bạn, một đồng loại một sinh vật cũng nằm song song với mình, chỉ cắt một bức tường dày 20 phân để tìm một nguồn an ủi trong cái vắng lặng heo hút lẻ loi. Tôi rút tay ra khỏi chăn, gõ nhẹ nhẹ vào tường hai cái. Cạch cạch. Im ắng như tờ, vẫn chỉ có tiếng gió lướt thướt rì rào chui luồn qua mái ngói. Tôi lại gõ thêm hai tiếng nữa như chào, như gọi người bạn mới nằm cạnh nhau cũng vẫn không có một âm thanh nào đáp lại tôi suy nghĩ có lẽ người bạn mới bị bắt vào tâm hồn còn đang dao động hoang mang cho nên ai gõ mặc ai lòng đang đảo lộn đất trời cuộc đời tan tác vào tù rồi còn thiết cái quái gì nữa tôi thông cảm với người bạn mới tâm trạng nghiêng ngả ngược xuôi khi cuộc đời rơi xuống hố cho nên tôi lại gõ nữa như lời thăm hỏi an ủi của một người tôi vẩy tay lên nghe ngóng một lúc vẫn yên lặng như không có người tôi băn khoăn thấp thỏm chẳng lẽ tôi mơ à hay buồn bên ấy có ma nghĩ như vậy thôi chứ ban ngày ban mặt làm gì có ma tôi thấy mọi người liền xoay lại thế nằm quay sang phía khác không hướng vào mặt tường nữa một lúc sau hai mắt lim dim thả hồn lơ mơ vào giấc tình say. Thanh linh một âm thanh vang lên như tiếng xiết, trượt mạnh vào tường của một vật gì bằng gỗ. Không nằm mơ, tôi xoay hẳn thế nằm lại và giơ tay gõ nhẹ nhẹ vào tường, cạch cạch. Bây giờ thì có hai tiếng gõ đáp lại rất nhẹ và thưa. Chính lúc này tôi cũng không hiểu tại sao chỉ nghe hai tiếng gõ mà lòng mình thấy vui hẳn lên. Với tay lấy cái lược sừng ở đầu sàn, tôi khua canh cách rối rít vào tường như reo vui, như vỗ tay chào đón người bạn mới. Bên kia im lặng. Chừng nửa tiếng sau, tôi lại khe khẽ gõ hai tiếng nữa. Cũng có hai tiếng đáp lại như hiểu ý định tôi nói gì tới bữa cơm chiều sau khi lấy cơm vào rồi tôi cố chờ không ăn vội lắng nghe khi cán bộ mở buồng số 6 lấy cơm xong cửa đóng tôi nghe rõ tiếng bát đặt lên cái cùm như tôi bên này tôi liền gõ tường liên tục năm sáu tiếng nhẹ như ý mời anh bạn xơi cơm anh cũng ríu rít gõ đáp lại chỉ là những tiếng động thay lời mà tôi thấy lòng mình hân hoan ấm áp hẳn lên khi ăn xong tôi cũng gõ và cũng có tiếng vồn vã trả lời. Rồi trả bát vào buồng lại đi nằm. Cứ thỉnh thoảng tôi lại nhẹ nhẹ gõ hai tiếng vào tường. Như muốn hỏi anh bạn buồn bên đã ngủ chưa? Hay có buồn không? Anh cũng luôn sốt sắng gõ đáp trả lời tôi. Dần dần rồi tôi đi vào giấc ngủ đêm thâu. Ngủ được một chất khá dài, tôi chợt choàng thức dậy đêm đã khuya nhớ đến anh bạn nằm sát bên cạnh tôi lại cành cạch hai tiếng thật nhẹ để nếu đã ngủ anh bạn cũng không vì thế mà mất giấc vẫn thấy hai tiếng trả lời rồi tôi lại thiếp đi được một chốc lại tỉnh lại gõ vẫn có tiếng trả lời tôi ngạc nhiên như vậy là anh bạn bên ấy không ngủ à suốt đêm cứ lúc nào chợt tỉnh tôi gõ cũng đều thấy tiếng gõ trả lời. Lạ thật, gần về sáng, tôi thấy thương người bạn cả đêm sầu héo không ngủ được, nên tôi lấy cái lược gõ liên tục bảy tám cái liền. Vừa như trách anh sao không ngủ, vừa như an ủi đừng buồn nữa, anh bạn cũng đáp ứng vồn vã như hiểu ý tôi. Chính vì chẳng nói thành lời, nhất là trong cảnh heo hút vắng lặng thế này, lòng tôi càng bị lôi cuốn. Ngày hôm sau, tôi muốn chờ nghe tiếng nói của anh bạn với cán bộ để có chút ý niệm về anh. Nhưng đến buồn anh, lúc đổ bô cũng như khi lấy cơm, trà bát, tôi không hề nghe thấy một âm thanh gì khác. Ngoài tiếng những bước chân sèn sẹt đi qua lại trước buồn tôi Vì lòng háo hức muốn biết về người bạn nằm cạnh buồn nên chiều hôm đó, đợi khi mở buồng số 6 ra lấy cơm, tôi ghé đầu sát đất để nhìn qua khe hở. Rộng chừng độ nửa phân giữa mép dưới cánh cửa và nền nhà. Hai đôi bàn chân mờ mờ bước qua trước cửa buồng tôi. Một đôi bàn chân dép râu đen đen của tên cán bộ dư. Còn đôi bàn chân kia đi dép Thái Lan quai đỏ. Đôi bàn chân rất trắng và nhỏ như của phụ nữ. Làm tôi giật mình, phải chăng người nằm phía bên kia chỉ cách nhau một bức tường dày 20 phân vẫn đêm ngày gõ chuyện trò với tôi lại là một người phụ nữ. Vẫn như trước, tôi gõ mời sợi cơm, ăn xong lại gõ như chào đã ăn cơm. Bây giờ bất cứ lúc nào tôi gõ là bên ấy lại gõ trả lời ngay. Đêm hôm ấy vào lúc nửa khuya tôi chợt giật mình thức dậy và tai nghe tiếng nức nở nỉ non văng vẳng lẫn vào tiếng gió rít của đêm thâu nghe thật não nùng tiếng khóc rõ ràng là âm thanh của một người nữ thổn thức nức lên từng cơn nghẹn ngào như cầu cứu như van xin sự giúp đỡ của cuộc đời tôi ngồi bật dậy xác định hướng của tiếng khóc đúng là bên buồng số 6 Tôi vội vàng gõ mạnh mấy cái vào tường như hỏi tại sao lại khóc. Hãy nín đi thôi. Không có tiếng trả lời và tiếng khóc cũng ngừng bật. Để động viên và an ủi, tôi gõ dồn dập thêm mấy cái. Có tiếng gõ trả lời và đặc biệt là không còn khóc nữa như hiểu ý. Tôi suy nghĩ một cách chủ quan rằng có thể trong khi tôi ngủ người bạn tù nữ ở buồng bên đã gõ gọi mà tôi không biết rồi người bạn tù tự dưng cảm thấy tủi thân giữa đêm khuya vắng lặng không ngủ được nghĩ đến thân gái xa chân và trốn ngục tù chung quanh im lìm heo hút như nghĩa địa tha ma chỉ thấy bốn bức tường lạnh lẽo và hai cái cùm to đen sì nằm im ỉm một nỗi cô đơn dâng lên chỉ còn biết khóc một ý nghĩ đến với tôi người nữ này tội gì chính trị hay hình sự ở hỏa lo đã gần bốn năm rồi tôi chưa thấy người phụ nữ nào bị giam một mình ở xà lim cả phải nói xà lim lúc ban ngày đã vậy huống chi ban đêm nhất là những đêm mưa dầm gió bấc không ngủ được cứ chằn trọc một mình một bóng trong căn buồng hẹp vắng vẻ cô liêu chỉ nghe những tiếng rên la hoặc tiếng hét trong cơn mê sảng của các buồng khác ngay đàn ông cũng ít người chịu đựng được nổi huống hồ là đàn bà do đó thường chúng phải giam hai người để dựa vào nhau những lúc tối lửa tắt đèn hoặc giả để không bị chán nản và tuyệt vọng quá mức mà nảy ra ý định tự tử thế mà bây giờ lại chỉ có mỗi một phụ nữ trong buồng số 6 Buồng này tôi đã từng ở và cũng là nơi tôi đã có kỷ niệm trốn tù bất thành. Buồn đó ở đúng chỗ gãy khúc của xà lim nên rộng hơn các buồn khác một chút. Vì vậy nỗi hoang vắng lại càng lớn thêm ra. Một mình cứ ngồi đấy suốt đêm ngày thì chỉ có thối ruột ra mà thôi. Nhận thấy tiếng gõ của mình làm cho buồn số 6 ngưng tiếng khóc. Tôi này đã ý định phải tìm cách liên lạc được với buồng số 6 để an ủi và hiểu rõ về người bạn tù láng giềng này. Nếu liều lên tiếng hỏi, dù có theo dõi được sự ra vào của cán bộ để không sợ bị bắt, nhưng kinh nghiệm đã qua cho biết, trong xà lim không phải là không có những loại người của Cộng sản cho vào nằm cùng buồn dùng khổ nhục kế để moi tin để khai thác cũng như điều tra một người nào đó hoặc qua những lời đối thoại hỏi han nhau giữa các buồng như vậy che giấu được cán bộ sàn lim nhưng chấp pháp vẫn biết tôi có liên lạc với buồng số 6. Phần khác buồng số 6 là phụ nữ, các buồng khác họ cũng muốn nói chuyện với buồng số 6. Nhưng số 6 không chịu trả lời, vậy càng bất tiện nếu tôi lên tiếng. Tôi nằm nghĩ ngợi suy tính, cuối cùng tôi nghĩ thử đánh kiểu Mox xem sao. Có thể số 6 hiểu lối đánh này. Vì lối này khá thông dụng, ngay trong hướng đạo cũng có dạy. Nghĩ thế tôi lồn còn bò dậy, bằng sống chiếc lực sừng nhỏ. Với khuỷu đốt ngón tay, tôi hỏi, ai đấy? Im lặng một lúc, rồi tôi nghe tiếng bàn tay xoa xoa lên tường như trả lời không hiểu. Vậy là số 6 không biết lối đánh Mox. tôi hơi nản lòng. Nhưng chợt nảy ra một phương pháp khác. Trước hết, tôi gõ nói về ngày bị bắt của tôi. Nếu số 6 thông minh hiểu được sẽ trả lời tôi ngày bị bắt của số 6. Đêm khuya hơi lạnh lạnh, tôi lấy cái chăn khoác lên người rồi bắt đầu, tôi gõ hai tiếng sau khi số 6 cũng gõ hai tiếng trả lời như mọi khi, cũng có nghĩa là lúc này số 6 đang lắng tai nghe. Tôi lại lấy sống chiếc lực sừng để gõ, vì tay gõ mãi thì cũng đau. Tôi bắt đầu gõ, cạch, 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 24 lần. Ngừng lại, gõ tiếp 6 lần. Ngừng lại, một lần. Rừng, cạch, 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 9 lần. Ngừng, 6 lần. Ngừng, hai lần rồi để ngừng Tôi chờ đợi Nghe bên kia tường có âm thanh Rê đi rơ lại Hình như của một cái cán quạt thì phải Như có ý nói là Không hiểu, chưa hiểu Tôi lập lại một lượt như trên Vẫn tiếng rê ở trên tường Tôi hiểu Vạn sự khởi đầu nát là chuyện thương tinh Vậy tôi cần phải kiên trì Không nản lòng Từ suy nghĩ này tôi lại gõ đúng như trên một lượt nữa. Im lặng, tôi ngồi bên này tường, hình dung ở bên kia số 6. Đôi mắt đang tuy mở, nhưng sẽ chẳng nhìn thấy một cái gì rõ. Chỉ vì óc đang bận suy tính về những tiếng gõ của tôi ở trên tường. Chợt, tiếng cán quạt đập rối rít vào tường một lúc rồi ngừng lại và bắt đầu gõ. 24. 6 cạnh 1962. Mắt tôi lúc này hẳn sáng lên, tay tôi cũng cuốn quyết đập cả lượt cả tay vào tường. Dĩ nhiên tôi cũng kềm chế để âm thanh tiếng đập cũng như tiếng gõ, không quá lớn đến độ các buồn khác cũng nghe thấy được. Vừa mừng vì số 6 đã hiểu, lại vừa thích thú vì số 6 tỏ ra thông minh. Sau đó, số 6 gõ hai tiếng cạch cạch Tuy không quy định, nhưng tự nhiên hai tiếng gõ. Bây giờ như thay cho hai tiếng gọi nói chuyện. Tôi đáp lại hai tiếng như trả lời, sẵn sàng. Rồi số sáu gõ, hai mươi lăm. Mừng. Rồi chín. Rồi ngừng. Rồi một chín trăm sáu mươi lăm. Tôi đập chiếc lược, lia lịa vào tường mừng rỡ. Như vậy số sáu đã bị bắt hơn một tháng rồi. Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 1965. Và cũng có nghĩa là số 6 đã hiểu tôi bị bắt đến nay đã 3 năm rưỡi rồi. Tôi gõ tiếp ngày tháng năm sinh của tôi. Tôi được trả lời ngày tháng năm sinh của số 6. Số 6 năm nay đã 37 tuổi, hơn tôi những 10 tuổi. Điều buồn là đến đây, cách nói chuyện kiểu này gặp trở ngại. Tôi muốn hỏi tên số 6 và bị bắt về tội gì, nhưng đành chịu. Thật là tức, suốt đêm ngày ngồi không mà chẳng nói chuyện với nhau được. Mình thần nghĩ ngợi một lúc, chợt trong đầu tôi lóe lên một tia sáng. Phương pháp này tuy hơi mất công lúc đầu, nhưng khi quen cũng tạm được. Ngay, Mox khi mới tập cũng nhiều bỡ ngỡ khó khăn, nhưng cứ dùng mãi, đánh mãi sẽ quen và trở thành gần như nói chuyện bình thường vậy. Muốn nói chuyện tạm được với nhau, cách gì cũng phải qua vần A, B, C. Ở đây, hãy dùng vần chữ Việt, 24 chữ cái, A, B, C, vân vân Vậy A là 1, B, 2, C thì 3. Cho tới chữ cuối cùng, Y dài là 24 để giản đơn và ngắn gọn hơn cứ 10 là một tiếng thình của gót bàn tay đập vào tường. Thí dụ chữ y dài là thình thình, cạch 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 cạch, chữ K là thình, chữ n là thình, cạch 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 cạch, vân vân. Sau khi nhẩm tính xong, vấn đề kế tiếp là làm sao để số 6 cũng biết như mình. Tôi hiểu số 6 cũng đang tức bực lắm, không biết cách gì để hỏi và nói chuyện với tôi. Ban đầu tôi gõ cạch cạch là tiếng gọi nói nhé. Và sau khi số 6 đáp trả hai tiếng sẵn sàng, tôi gõ cạch rồi nói to. A, 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 cạch cạch lại hô. B, E, E, cạch cạch lại hô. C, C, C. Tôi ngừng lắng nghe âm thanh cái cán quạt bên số 6. Rê đi, rê lại trên tường một cách chậm chạp tôi lại làm như trên một lần nữa. Một lúc, một lúc, bỗng tiếng cán quạt đập liên hồi vào tường, rồi số sáu gõ lại. Cách, ngừng, cách, cách, lại ngừng, cách, 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 ngừng, cách, 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 bốn lần, ngừng. Tôi cũng đập rối rít, thậm chí cả gót chân của tôi cũng rung rung đập đập xuống sàn cho số sáu thấy nỗi vui mừng của tôi sau đó tôi gõ năm cạch một cạch một thình một cạch bảy cạch rồi lấy cái sóng lược kéo một cái trên tường nghĩa là sàn chữ khác băng cạch tám cạch chín cạch một thình ba cạch tám cạch kéo lược mừng một lát bên số sáu cứ xoa xoa tường ra vẻ không hiểu tôi lập lại lần nữa số sáu rối rít gõ lại cho tôi tôi được biết tên số sáu là đào thị bắc bằng phương pháp cổ lộ sĩ ấy tôi và chị bắc say mê nói chuyện với nhau đêm ngày trừ lúc ăn cơm hay đi đổ bô thôi đêm nào cũng thức khuya để nói chuyện một điều tôi không tưởng tượng được chị bắc lại là gián điệp của sài gòn bốn năm ngày đầu còn chậm chạp khó khăn để hiểu nhau nhưng sau đó nghe gõ là đã biết ngay chữ gì hơn nữa có nhiều chữ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong câu chuyện chúng tôi gõ tắt nên càng nhanh hơn thí dụ chữ bình chỉ cần gõ chữ b và ba là bắc CP là chấp pháp, vân vân. Sau khi biết được chị Bắc là điệp viên của Sài Gòn và cũng là điệp viên của miền Bắc nữa, tôi càng ngạc nhiên. Như vậy chị Bắc là loại gián điệp hai mang ư? Tôi hỏi, chị lại bảo là không phải. Rất nhiều điều tôi muốn biết rõ về chị. Nhưng phương pháp liên lạc này không cho phép hỏi được nhiều. Nhất là chờ thời gian, nghĩa là hỏi dần dần vì dạo này chị thường phải đi cung luôn. Những lúc chị đi cung, tôi nằm trong buồn lại thấy buồn. Kể cũng kỳ, trước đây cứ một mình thui thổi mấy năm trời có sao đâu. Thế mà những lúc chị đi cung, tôi thấy như thiếu vắng. Một người bạn tâm tình đồng chí. Tôi nghĩ đến buồn số 4. Một điều vui mừng là anh chàng này cũng tỏ ra rất thông minh. Tôi chỉ giải thích vài lần, anh và tôi đã nói chuyện được rồi. Tên anh là Nguyễn Lân ở Quảng Bình. Anh cũng cùng tuổi với tôi. Bố anh là liệt sĩ trong cuộc chiến tranh chống Pháp. Anh là sinh viên du học ở Romani. Anh mới bị bắt và bị đưa vào hỏa lò ngay. Về phần tôi, vì sự việc dài dòng phức tạp, cho nên tôi chỉ nói với anh tôi là giáo viên cấp 2 ở Phủ Lý chỉ có tên tuổi là tôi nói thật thôi. Ngay cả với số 6, tuy tôi đã biết chị là đồng chí, đồng nghiệp, nhưng tôi cần tìm hiểu thêm nhiều về chị bác đã. Bây giờ cũng cứ tạm nói là giáo viên, rồi dần sau tôi sẽ nói thật. Tự nhiên, tôi nôn nao muốn nhìn thấy con người thật của chị bác ra làm sao. Đến ngày Chủ nhật đó, tên bằng trực, tôi chỉ theo dõi một lúc, đã nắm được hướng đi nước bước của y. Cứ mở cửa một buồng xong, y lại trở ra bàn ngồi. Trong năm mười giây sau, người tù trong buồng mới ôm bô đi ra. Có khi y đã ra tới gần bàn, trong này người tù mới ra khỏi buồng. Có thể y muốn ra ngay để khỏi phải đi cạnh một anh tù hôi hám, lại ôm cái bô thối hoãn và lại y vừa ra tới bàn đạt đứng quay lại nhìn tù ông bô ra rồi có thể y nghĩ là như vậy thì tù làm sao có thể liên lạc với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó được vì nắm được như thế cộng thêm sự háo hức muốn nhìn mặt của số sáu và lại không muốn báo trước cho số sáu biết cho nên khi tên bằng mở buồng số sáu tôi đã chuẩn bị trước trèo đeo ngay lên khung cửa sổ lớn phía trên cửa ra vào mặt tôi nhô lên lộ ra ở chiếc khung có lưới thép trèo lên đứng kiểu này không phải dễ phải có một cánh tay và một cái chân khỏe mạnh đủ để có thể chịu đựng được sức nặng của cả cơ thể số sáu ôm bô ra đi tôi phải công nhận trường mắt của số sáu tương đối bén nhạy mặt tôi cao hơn số sáu đến một mét hai một mét ba. Thế mà số 6 đã ngừng lên trong khi ôm bô đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, chả dám nói một câu. Mộng số 6 cúi ngày xuống. Có thể tên bằng đã từ ngoài nhìn vào. Tôi gội tụt xuống. Lòng bâng khuâng nghĩ ngợi về con người của chị bác. Mặt chị hơi dài, da trắng. Môi dưới hơi thưởng ra. Trên đầu chị, phía trước bên trái, có một chùm tóc bạc giữa những lọn tóc đen buông xõa phía sau vai chị mặc một chiếc áo trắng quần đen như người nửa tỉnh nửa quê nhưng tôi cũng hiểu quần áo đây chỉ là cách trang bị cho một vỏ bọc sống ở môi trường miền bắc mà thôi có một điều tôi hơi băn khoăn là khi bất chợt chị nhìn thấy tôi đôi mắt chị sáng lên tỏ ra một sự vui mừng như lâu ngày mới gặp lại người thân nhưng ngay sau đó một nỗi buồn như chiếc màn đen bỏ sụp xuống khuôn mặt của chị vì sao vậy tôi chẳng hiểu được vì vậy khi chị từ nhà tắm về tôi im lặng không gõ nữa và chị cũng im luôn chẳng hiểu vì lý do gì làm như là thi gan với nhau không ai chịu gõ gọi nhau nữa cho đến suốt bữa cơm chiều tôi ăn xong, trả bát, sang gõ hỏi anh Lân mấy câu, rồi chào đi nằm ngủ. Mãi tới khoảng 10 giờ tối, tôi thoáng nghe có tiếng người khóc nức nở. Trước nhỏ, sau to dần, tôi bò dậy lắng nghe thì ra tiếng khóc của chị Bắc. Đã từ nửa tháng nay chị không khóc, bây giờ tại sao lại thổn thức trong đêm khuya? Nếu là một người có lập trường chính trị rõ rệt thì ngay gặp một người phụ nữ bình thường trong cảnh này tôi cũng phải tìm mọi cách tùy theo điều kiện để an ủi giúp đỡ huống chi đây là một đồng chí một chiến hữu vừa là một đồng nghiệp của mình vì vậy tôi không nghĩ ngợi lôi thôi nữa tôi gõ cành cạch hai tiếng để gọi im lặng một lúc tôi lại gõ hai tiếng lần này chị bắc đã trả lời mặc dù rất nhẹ và rời rạc. Tôi hỏi, tại sao chị khóc? Chị trả lời, buồn, nên khóc. Tôi chỉ biết khuyên chị hãy nhìn cảnh tôi để mà vui. Tôi đã bị bắt từ gần 4 năm rồi, mà vẫn còn nằm ở buồng tối đây này. Và lại buồn có giải quyết được vấn đề tha sớm hay muộn đâu. Do cách gõ cho nên tôi chỉ nói được vài ý mà cũng nói không hết. Thường người nghe phải cố suy đoán thêm. Nói chung, sau đó thì chị hết khóc. Và những ngày sau, tôi và chị tiếp tục có thăm hỏi nhau đêm cũng như ngày. Thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 11 của Thiên Hồi Ký, Thép Đèn trân trọng mời quý vị đón nghe tập 12 xin hẹn tái ngộ